phản, ngay tại trận áp phản loạn, không có thời gian chữa trị truyền tống thần trận, để bọn hắn cùng thiên cương giới bên kia kết nối truyền tống thần trận. Trong khoảng thời gian này thiên hồng giới hoàn toàn chính xác phát sinh một chút rối loạn, cuồng gia không dám nháo sự, nhưng cuồng gia trưởng lão lại âm thầm phái người nháo sự, phân tán lời đồn. Báo lên tới lân hậu nơi đó, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lược, lân hậu hạ lệnh thiết huyết chân áp. Toàn bộ thiên hồng giới đại gia tộc đều bị mệnh lệnh di chuyển đi cửu dương thành, các thành trì các gia tộc quân đội, ngoại trừ chút ít suy trì trị an, toàn bộ triệu tập đi cửu dương cốc, không tuân mệnh lệnh giết không tha. Trên núi không có lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Đây là rất nhiều đại gia tộc đối với lân hậu đánh giá, toàn bộ thiên hồng giới không có phong đế cấp, chỉ có lân hậu một người. Tăng thêm lân hậu một mực uy vũ rất cao, thanh đế gặp nạn, nhân tộc sẽ hủy diệt, cũng không ai dám ngỗ nghịch lân hậu. Quần long vô chủ, không vây quanh ở lân hậu bên người, nhân tộc hội diệt vong đến càng nhanh. Lần hậu thiết huyết chân áp đi sau bầy thông cáo, cho thấy thanh đế giờ phút này bị vây ở minh giới, minh đế đã xuất thế, nhân tộc đến nhất nghiêm trọng thời khắc, nàng hiệu triệu sở hữu nhân tộc đều một lòng đoàn kết, cộng đồng ứng đối lần này diệt thế chi kiếp. Thông cáo vừa ra, sở hữu tiểu gia tộc và quân đội dân chúng một mảnh xôn xao, mặc dù đều đang suy đoán hoài nghi phát sinh đại sự. Nhưng chân chính tin tức truyền ra lúc, tất cả mọi người cảm giác giống hết y như là trời sập. Bất quá cái này thông cáo vừa ra cũng là chuyện tốt, chỉ ít không ai dám làm loạn, dám ở không đi gây sự. Đều thời khắc này, còn đi nháo sự có ý nghĩa gì sở hữu gia tộc cùng chung mối thù, chưa từng có đoàn kết, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Ba ngày, thông cáo công bố sau ba ngày thời gian, toàn bộ thiên hồng giới đều yên lặng tại sợ hãi bầu không khí ngột ngạt bên trong. Rất nhiều người bị đè nén bầu không khí kìm nén đến muốn điên rồi, bất quá tại gắng ngượng qua ba ngày sau, đại đa số người ngược lại không sợ, dù sao đều là chết, sợ có làm được cái gì không bằng không thèm đếm xỉa oanh oanh liệt liệt chiến tử. Toàn dân giai binh, chỉ cần đạt tới thần vương cảnh, bất luận nam nữ già trẻ cơ bản đều vây quanh ở phủ thành chủ trước báo danh tòng quân. Thậm chí còn có thần tướng hài đồng cũng báo danh nhập ngũ, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, không có đường lui, không có thỏa hiệp, chỉ có tử chiến. Ngày thứ năm, bán quái sơn người quân đội đã đến thiên tượng giới, thiên tượng giới cùng thiên cương giới truyền tống thần trận vừa mới chữa trị tốt, bán quái sơn người triệu tập đại quân liên tục không ngừng hướng thiên cương giới truyền tống mà tới. Cùng lúc đó, minh giới bên này xuất binh tương thiên cương giới chiếm lĩnh. Cũng đem minh giới cùng thiên cương giới phụ cận toàn bộ trinh sát quét sạch một tên cũng không để lại, lần hậu đã mất đi minh giới phụ cận hết thảy tình báo nơi phát ra. Bán quái sơn người nhóm đầu tiên về tới thiên cương giới, lần nữa đưa tin tới, yêu cầu chữa trị truyền tống thần trận hắn muốn tương thiên cương giới toàn bộ quân đội cùng con dân rút lui trở về, đồng thời tụ tập tất cả cao tầng thương thảo ứng đối ra sao lập tức cục diện. Mặc dù mỗi cái giới diện đều kiến tạo cửu thiên tỏa tinh đại trận, nhưng giới diện lực phòng ngự nhưng khác biệt thực sự quá xa. Cửu thiên tỏa tinh đại trận cùng thiên đình cửu thiên tỏa tinh đại trận không sai biệt lắm, đều là cửu dương thiên đế truyền xuống. Loại này đại trận hấp thu tinh thần chi lực tồn chữ, hấp thu càng nhiều lực phòng ngự càng mạnh, thiên cương giới thiên linh giới thiên tượng giới các loại chờ giới diện đại trận kiến tạo không bao lâu, đều không có hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực. Thiên hồng giới khác biệt, cái này giới diện đại trận là năm đó cửu dương thiên đế tu kiến, khoảng cách đã có hơn một vạn năm, hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng. Muốn phá vỡ đại trận này phi thường khó khăn, coi như mấy ngàn vạn đại quân liên tục không ngừng công kích, chưa có một tháng cũng không có khả năng phá không. Bán quái sơn người nói lên yêu cầu cũng là hợp lý, lần hậu không biết làm sao hồi phục đem ngụy thiên vương bọn người đưa tới cùng nhau thương nghị cuối cùng vẫn kha lộng ảnh đưa ra một cái rất lớn mật đề nghị đã bọn hắn muốn tới đây vậy liền để bọn họ chạy tới bất quá chỉ làm cho bán quái sơn người mang theo cuồng đế hạ vũ bọn người đơn độc tới để bọn hắn khác đừng mang đại quân nhìn một chút các nàng có hay không lá gan này kha lộng ảnh đề nghị để ngụy thiên vương bọn người rất là kinh ngạc giống như bán quái sơn người thật là minh đế cho minh đế tiến vào thiên hồng giới Ai có thể ngăn lại được vạn nhất Minh đế đem Lân Hậu Ngụy Thiên Vương bọn người chém giết, Thiên Hồng giới quần long không đầu, vậy sẽ trong nháy mắt hủy diệt a. Lân Hậu ngược lại là minh bạch kha lộng ảnh thâm ý, Minh đế đã không có quang minh chính đại hiện thế, vậy khẳng định có mưu đồ. Hắn khẳng định cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, bên này rõ ràng đối với bên kia có đề phòng, bọn hắn mạo muội tới nói không chừng hội phục kích, sở dĩ. Bán quái sơn người rất có thể không dám không mang binh liền đến. Bởi vì còn có giang giật cùng cửu dương thiên đế, giang giật biến mất, ngoại trừ lân hậu bọn người, ai cũng không biết giang giật đi đâu. Giang giật cửu dương thiên đế một ngày không hiện thân, minh đế liền sẽ phi thường kiêng kỵ, tuyệt đối không dám làm loạn. Kha lộng ảnh đề nghị, dụng ý hết sức rõ ràng, chính là vì thăm dò bán quái sơn người có vấn đề hay không. Nếu có vấn đề, bán quái sơn người tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế ngày nữa hồng giới. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương Hạng Khôi bọn người rất nhanh suy nghĩ minh bạch Kha Lộng ảnh thâm ý, bất quá Hạng Khôi vẫn còn có chút lo lắng nói ra, giống như bán quái sơn người bọn người thật không mang binh trực tiếp tới đâu chúng ta lại nên làm như thế nào thả bọn họ vào đây. Không thả, Kha Lộng ảnh tràn đầy tự tin nói ra, tin tưởng ta, bán quái sơn người tuyệt đối sẽ không độc thân mạo hiểm. Minh đế cái lão hồ ly này đa mưu túc trí, giờ phút này bọn hắn chiếm cứ tốt như vậy cục diện, lại thế nào có thể mạo hiểm đâu. Lần hậu lựa chọn tin tưởng Kha Lộng Ảnh, vung tay lên nói tốt, Lộng Ảnh, người đi đưa tin đi, cụ thể nói thế nào chọn vẹn ta, chính người châm trước. Kha Lộng Ảnh xuống dưới đưa tin, nói trước trị truyền tống thần trận quá chậm, để bán quái sơn người bọn người đi đầu bay tới thiên hồng giới, cùng nhau thương nghị đại sự. Sau năm canh giờ, bên này nhận được bán quái sơn người đưa tin không ra Kha Lộng Ảnh ngoài ý liệu, bán quái sơn người cũng không có mạo muội mang theo cuồng đế nho đế bọn người tới, mà là biểu thị sợ minh tộc đánh lén, Bọn hắn quyết định xuất lĩnh tam tộc cùng sở hữu đại quân, cả tộc di chuyển ngày nữa hồng giới. Có vấn đề, Bán Quái Sơn người có vấn đề lớn. Lần này tất cả đại gia tộc tộc trưởng đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, Bán Quái Sơn người hành vi quá dị thường. Lần này mang theo tam tộc cùng đại quân cả tộc di chuyển tới, mục đích không cần nói cũng biết, bọn hắn muốn tiến công thiên hồng giới. Chương 2061, nội chiến, các loại trợ thiên tượng giới đại quân toàn bộ truyền tống đến thiên cương giới. Bán quái sơn người chỉ là nghỉ ngơi gần nửa ngày liền mang theo đại quân xuất phát. Tiềm phục tại thiên cương giới bên trong gian tế hồi báo tin tức, triệt để để thiên hồng giới các tộc tộc trưởng nội tâm trầm lạc đáy cốc. Bán quái sơn người nói là đem tam tộc đều di chuyển vào thiên hồng giới, nhưng hắn chỉ là triệu tập đại quân xuất phát, cũng không có mang theo bất luận cái gì tam tộc con dân. Hơn 2.000 vạn tàn quân, tăng thêm tam tộc mấy trăm vạn quân đội, cùng một chỗ 3.000 vạn hào hảo đáng đáng chỉ lên trời hồng giới bay tới bán quái sơn người muốn làm gì, hết thảy đều không cần nói cũng biết, bán quái sơn người coi như không phải minh đế, ít nhất chứng minh hắn có vấn đề lớn. Tại bán quái sơn người khẽ động về sau, thiên tượng giới bên kia ẩn núp trinh sát truyền tới một tin tức minh giới đại quân tề động, tụ tập ít nhất 300 triệu đại quân chỉ lên trời hồng giới bên này đánh tới, dự tính tại 2 tháng sau đến thiên hồng giới. Trinh sát còn dò xét đến minh cổ minh luân đám người thân ảnh, lần này minh giới hẳn là dốc toàn bộ lực lượng giống như bán quái sơn người không phải minh đế, như vậy chân chính minh đế rất có thể ngay tại minh tộc trong đại quân, lần này minh tộc dốc toàn bộ lực lượng, muốn hủy diệt nhân tộc chi tâm rõ rành rành. Hai tháng, một cái tiểu thiền điện bên trong, lân hậu nghe xong kha lộng ảnh báo cáo về sau, vuốt vuốt trên chán mái tóc, khe khẽ thở dài nói, nhân tộc tối đa cũng liền có thể duy trì hai ba tháng đi ai. Chiều hướng phát triển, không có hy vọng, kha lộng ảnh đi qua ngồi xổm ở lân hậu trước người, bắt lấy tay của nàng nói, lân hậu, Chúng ta không thể từ bỏ A, à, chúng ta còn có thời gian, chỉ cần Giang Giật có thể tại cái này trong vòng 2, 3 tháng ra, chúng ta tự còn có hy vọng. Giang Giật, lân hậu nở nụ cười khổ, lắc đầu nói tiểu lộng ảnh A, à, đều lúc này, vẫn là không muốn lừa mình dối người. Kỳ thật, người ta đều tin tưởng, dựa vào Giang Giật một người ý tưởng này quá ngây thơ rồi. Giang Giật đều không có đột phá phong đế cấp, ngắn như vậy thời gian, hắn có thể đột phá phong đế cấp tựu nghịch thiên nhưng có thể có gì hữu dụng đâu đừng nói đạt tới phong đế cấp, coi như đạt tới thanh đế năm đó chiến lực, coi như đạt tới thanh đế cảnh giới, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Minh đế quá kinh khủng, minh đế cũng không có thể chiến thắng, chúng ta chỉ là đang dối gạt mình khinh người thôi. Kha lộng ảnh đôi mắt ảm đạm, lần hậu nói không sai, giang giật mặc dù một mực tại sáng tạo kỳ tích. Nhưng giờ phút này nhân tộc đều loại cục diện này, cuồng đế viêm đế thạch đế bọn người có thể xảy ra vấn đề, bằng vào một cái giang giật lại có thể làm gì chứ khác đừng từ bỏ kha lộng ảnh trong đầu hiển hiện giang giật gương mặt nghĩ đến cặp kia sáng rực kiên nghị con ngươi lần nữa khuyên nhủ tin tưởng giang giật ta cảm giác hắn có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích lân hậu lần nữa cười khổ lần này cũng không có nói cái gì chỉ là phất phất tay để kha lộng ảnh xuống dưới trong khoảng thời gian này lân hậu tiếp nhận áp lực đặc biệt lớn toàn bộ thiên hồng giới chẳng khác gì là một mình nàng tại chịu lấy nàng quá mệt mỏi quá mệt mỏi kha lộng ảnh nhìn thấy lân hậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhẹ giọng đi ra ngoài cho nàng đóng cửa lại đồng thời bàn giao hộ vệ bất cứ chuyện gì không nỡ đánh quấy lân hậu hết thảy bẩm báo cho nàng kha lộng ảnh trong khoảng thời gian này cũng rất mệt mỏi lân hậu chủ tính chung toàn cục chuyện cụ thể đều là nàng tại làm bất quá nàng tiếp nhận áp lực không có lớn như vậy sở dĩ còn có thể miễn cưỡng trèo chống. nàng mới vừa đi ra thiền điện bên ngoài một cái kha gia trưởng lão nhanh chóng đi tới nhìn thấy kha lộng ảnh sau lập tức bẩm báo nói tiểu thư xảy ra chuyện Liễu Như Phong mang theo rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng tại quảng trường tụ tập, ngay tại tản bộ lời đồn, nói muốn liên hợp các đại gia tộc tộc trưởng chất vấn lân hậu. Liễu Như Phong, Kha Lộng Ảnh đôi mắt lạnh lẽo, người này nàng có chút ấn tượng, là Liễu vực chủ nhân, giang giật năm đó lần thứ nhất dưới hố trời, liền là bị cái này Liễu Như Phong hố. Cái gì lời đồn Kha Lộng Ảnh không có lập tức ra ngoài, mà là hỏi thăm về chuyện đã xảy ra. Kha gia trưởng lão hận hận nói ra, bọn hắn vu cáo nói chúng ta phản đầu ma tinh, phản bội thanh đế, che đậy thiên hồng giới vạn tộc. Hắn còn nói, giống như không phải lân hậu trước thời gian rút lui, không có tiếp ứng tiến vào minh giới đại quân, cũng không trở thành bên kia thảm bại. Bán quái sơn người cuồng đế nho đế hạ thượng tướng quân mang theo đại quân chính chỉ lên trời hồng giới bay tới, muốn hưng sư vấn tội chu sát phản tặc đâu. Hừ hừ, kha lộng ảnh lạnh lùng hừ một cái, hồ ly rốt cục lộ ra cái đuôi sao. Liễu như phong vốn là viêm đế người, đắc tội giang giật, hắn đoán chừng chính mình sớm muộn sẽ bị giang giật giết chết, sở dĩ làm phản rất triệt đề. Giờ phút này truyền bá lời đồn, dẫn đầu nháo sự không cần phải nói là bán quái sơn người thụ ý. Bán quái sơn người dụng ý cũng rất rõ ràng, để thiên hồng giới các tộc ly tâm, nội loạn, một khi nơi này nội chiến, chờ bọn hắn đại quân vừa đến muốn tiến đánh thiên hồng giới tựu đơn giản. Thiên hồng giới quân đội rất nhiều, nhưng quân đội tinh nhuệ cũng liền chừng 3.000 vạn, cường giả càng là ít đến thương cảm. Giống như nội loạn thoáng cái, quân tâm lưu động, sĩ khí trượt, vậy cái này chiến đều không cần đánh. Lại nếu có nội ứng đem bán quái sơn người mang theo quân đội tiếp ứng vào đây, vậy cái này bên cạnh bại vong đến sẽ càng nhanh. Đi ra xem một chút, Kha Lộng Ảnh không có đi bẩm báo lân hậu, loại chuyện này kỳ thật một mực tại dự liệu của nàng bên trong, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc bán quái sơn người có vấn đề, bán quái sơn người tiến đánh thiên hồng giới là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giờ phút này liễu như phong nội loạn, lần nữa xác nhận điểm này. Kha lộng ảnh mang theo các vị Kha gia trưởng lão đi ra đại điện, bên ngoài trên quảng trường còn có rất nhiều lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng trưởng lão tụ tập, toàn bộ nghị luận ầm ý, rất nhiều người một mặt đoán giận. Nhìn thấy Kha lộng ảnh đi tới, liễu như phong con người có chút co rụt lại, lập tức vung tay lên mang theo chư vị lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng trưởng lão hướng tỏa thành bên này đi tới. Kha lộng ảnh quét mắt một chút, phát hiện lại có mấy trăm gia tộc tộc trưởng trưởng lão, rất nhiều đều là thiên hồng giới lừng lẫy nhân vật nổi danh nàng nhíu mày lại liếu như phong lời đồn xem ra rất thành công a à, đem nhiều như vậy tộc trưởng trưởng lão đều cho chập trơn. Hiu hiu hiu, rất nhiều kha gia quân đội nhanh chóng tại tòa thành ngoại hối tập, binh khí ra khỏi vỏ, thiên lực lấp lánh, một tên kha gia trưởng lão lạnh giọng khiển trách, liếu như phong, người muốn làm gì? Hừ hừ, liếu như phong cười lạnh hai tiếng, dẫn một đám người đi đến tòa thành cửa chính. Ánh mắt nước nhìn Kha Lộng Ảnh cùng Kha gia trưởng lão nói, ta muốn làm gì ngươi còn không có tư cách biết rõ, để lân hoàng gia, hôm nay lân hoàng không cho chúng ta một lời giải thích sợ là thiên hồng giới vạn tộc đều sẽ thất vọng đau khổ đúng rất nhanh có người hưởng ứng quát khẽ nói mời lân hoàng ra cho ta các loại chờ một cái thuyết pháp chúng ta cần một cái chân tướng lân hoàng không ra chúng ta hôm nay liền định chết ở nơi này thiên hồng giới vạn tộc tộc trưởng hơn phân nửa đều tại cửu dương thành thành nội xuất hiện việc như thế đã sớm kinh động đến các gia tộc tộc trưởng mặc dù rất nhiều tộc trưởng không có rộng tới nhưng đều nhô ra thần thức hoặc là đi tới quảng trường xa xa người xem. Gặp Lân Hoàng, Kha Lộng ảnh khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, "Nếu như phong ngươi còn không có tư cách này, có lời gì cùng ta nói đi." "Giống như ngươi hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích, ta cam đoan, các ngươi liếu ra cả nhà khó giữ được." Soạt, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, Lân Hậu gần nhất giết không ít người, bất quá hạ mệnh lệnh sự tình Lân Hoàng mang binh động thủ nhưng đều là cái này đẹp đến nỗi lòng người say thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Kha lộng ảnh thần sắc hết sức chăm chú, hơn nữa còn là trước mặt mọi người nói như thế. Hôm nay xem ra thế cục xa so với mọi người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, một cái không tốt cái này cửu dương thành muốn máu chảy thành sông A. Minh tộc quân đội còn chưa tới, nhân tộc lại muốn nội loạn tiết tấu. chương 2062, chạm đội, tốt, 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 kha lộng ảnh để liễu như phong vừa tức vừa giận, hắn hô to ba tiếng phi thường bi phẫn hướng người đứng phía sau nhìn lại, nói ra, chưa vị thấy được chưa vị này Kha Tiểu Thư nói muốn diệt lão phu cả nhà đâu. Chúng ta chỉ cần một cái thuyết pháp, chỉ muốn mời Lân Hoàng ra gặp một lần. Các nàng ngược lại tốt, căn bản không cho nói chuyện quyền lực, trực tiếp muốn giết người kia tốt. liền mời Kha Tiểu Thư đem lão phu trước hết giết đi, cái này cửu dương thành có vạn tộc tộc trưởng, người có thể đem tất cả mọi người giết sao. Đúng a à, còn lại tộc trưởng nhao nhao phụ họa, muốn giết đem chúng ta đều giết, xem các ngươi có thể giết bao nhiêu người dù sao nhân tộc sẽ hủy diệt, các ngươi cũng sống không được bao lâu, minh tộc đại quân vừa đến toàn bộ đều phải chết. Muốn giết đem chúng ta đều giết, không gặp được lân hoàng, chúng ta hôm nay tự chết tại cái này, kha lộng ảnh, người động thủ đi. Càng ngày càng nhiều người phụ họa, gần trăm cái tộc trưởng đều bi phẫn quá to lên. Liễu như phong chập trờn bản năng rất mạnh, mà lại vừa rồi kia đoạn nói có rõ ràng lừa dối tính, đằng sau ngay từ đầu phụ họa cũng là hắn người, lừa dối tính càng nhiều, gây nên toàn bộ đi theo tộc trưởng đều oán giận không thôi. Giết là khẳng định phải giết, Kha lộng ảnh sắc mặt không có nửa điểm biến ảo, như một tôn ngọc la sát, nàng lạnh băng băng nói ra, bất quá, ta sẽ để cho các ngươi chết minh bạch. Liễu như phong, người muốn gặp lân hoàng làm gì có chuyện gì trước cùng ta nói một chút đi, ta liền là lân hoàng ý tứ. Kha lộng ảnh trong tay lấy ra một khối hắc kim sắc lệnh bài, trên lệnh bài kia có một cái to lớn lân chữ, đây là lân hậu thiếp thân lệnh bài, có thể đại biểu lân hậu trí cao vô thượng quyền uy. Kha lộng ảnh đã từng mang theo khối này lệnh bài đồ sát qua rất nhiều gia tộc, khối này lệnh bài biến thành tử thần lệnh. Lệnh bài này vừa ra, tòa thành bên ngoài quân đội sát khí trên người nồng nặc mấy phần. Kia mấy trăm tộc trưởng đều an tĩnh lại, lân hậu quyền uy chôn giấu thật sâu tại tất cả mọi người trong khung. Đã lân hậu lệnh làm đã xuất hiện, vậy nếu như lại lớn gây lời nói, kha lộng ảnh thoáng cái lệnh làm quân đội sẽ không chút lưu tình động thủ. Liễu như phong đôi mắt nhất chuyển, hắn lạnh giọng nói ra, vậy thì tốt, ta muốn hỏi hỏi lân hoàng, vì sao sơn nhân mang theo cuồng hoàng viêm hoàng bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện thiên đế, lân hoàng không chỉ có không tiếp ứng, ngược lại hạ lệnh toàn quân rút lui vì sao sơn nhân cuồng hoàng nho hoàng hạ thượng tướng quân mang theo đại quân rút lui ra, các người muốn hủy đi truyền tống thần trận để các vị hoàng tôn chỉ có thể mang theo đại quân theo thiên cô giới bay trở về, trên đường bị minh tộc truy sát chết bao nhiêu quân đội các người biết không còn có. Vì sao các người muốn huyết tẩy điền ra, vinh ra, xông ra các ngươi có phải hay không nghĩ phản bội thiên đế, khác tôn ma tinh là đế sở dĩ chân áp không phục các ngươi gia tộc. Bán quái sơn người có vấn đề sự tình, phổ thông tộc trưởng cũng không có tư cách biết rõ. Có thể đi vào lân hậu kia nghị sự chỉ có mười mấy cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng, nhưng cũng không bao quát liễu như phong loại này viêm đế chó săn. Bên ngoài, lân hậu cũng không có công bố bán quái sơn người sự tình, thậm chí nửa điểm tin tức đều không có chuyển ra ngoài, chỉ có đỉnh cấp những cái kia đại lão mới có tư cách biết rõ liễu như phong vừa nói như vậy toàn bộ cửu dương thành quảng trường lập tức một mảnh xôn xao phổ thông gia tộc đều không hiểu rõ tình huống cụ thể bọn hắn chỉ là biết rõ thanh đế bị vây ở minh giới phong đế đã chết bán quái sơn người mang theo đại quân lao tới minh giới nghĩ cách cứu viện thanh đế đều không có ra lại không nghĩ rằng đại quân đã sớm rút về nhưng bị lân hậu cho đoạn mất đường lui đem truyền tống thần trận làm hỏng toàn bộ truyền tống thần trận đều bị hủy diệt việc này toàn bộ gia tộc đều biết khi đó bọn hắn tự rất buồn bực không hiểu còn tưởng rằng là sợ minh tộc thông qua truyền tống thần trận tiến công thiên hồng giới lại không nghĩ rằng lại là vì đoạn bán quái sơn người đám người đường lui để minh tộc đem bọn hắn đều cho chém giết bên này lân hậu bọn người tốt lập giang giật làm chủ ngẫm lại rất nhiều gia tộc tộc trưởng đều hiểu kha lộng ảnh là giang giật nữ nhân việc này sớm có tin đồn cửu dương quân đã từng là giang giật chó săn lân hậu cùng giang giật giao hảo như vậy giang giật âm thầm khống chế các nàng khác lập môn đình đem thanh đế bộ hạ toàn bộ chu sát, cái này cũng rất dễ lý giải. thất vọng đau khổ a, à, nhân tộc đều như vậy, giang giật lại vì tranh quyền đoạt lợi, hãm hại đồng bào, đưa nhân tộc đại quân không để ý trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại thiên cô giới bên kia bị minh tộc truy sát, còn muốn hại bán quái sơn người cuồng đế nho đế hạ vũ bọn người, tâm hắn đáng chết a. À. nhân loại não bổ lợi hại nhất, nhất là các loại tình huống không rõ, lời đồn bay đầy trời lúc cửu dương thành bên trong tụ tập thiên hồng giới gần như tất cả gia tộc tộc trưởng những cái kia tiểu tộc trưởng cũng không có tư cách biết rõ chân tướng sự tình cùng cụ thể tình báo, sở dĩ chỉ có thể não bổ. Thậm chí, đều có người bắt đầu não bổ, thanh đế gặp nạn có phải hay không giang giật phía sau đang làm trò quỷ mục đích là muốn tranh thiên đế chi vị. Liễu như phong lời nói đến mức cũng không tin tưởng lại mỗi câu nói đều là ám chỉ, để các tộc tộc trưởng các trưởng lão chính mình đi não bổ. Không bằng hắn chết cắn một điểm, lần hậu bọn người nghĩ tôn giang giật cái này ma tinh làm chủ, thế là hãm hại thanh đế, bán quái sơn người viêm đế cuồng đế thạch đế bọn người. Bên này chỉ có lân hậu ngụy thiên vương hạng khôi, bên kia lại có thanh đế bán quái sơn người viêm đế cuồng đế thạch đế phong đế ngân đế hạ vũ. Mà lại thanh đế công tích cả thế gian đều chú ý, dẫn đầu nhân tộc đặt xuống nhiều như vậy giới diện, thiên cổ nhất đế không thể nghi ngờ. Bên này chủ tử giang giật, vẫn là số danh chiêu, tội ác trồng chất, những cái kia không biết chuyện tiểu tộc trường, tự nhiên đều lựa chọn tin tưởng bên kia. Chậm rãi, trên quảng trường đi tới càng ngày càng nhiều tiểu tộc trưởng, hội tụ tại Liễu Như Phong bọn người sau lưng, một trận to lớn nội loạn tựa hồ sẽ bắt đầu. Chớ xem thường những này tiểu gia tộc tộc trưởng, mặc dù gia tộc không lớn, tộc trưởng chiến lực đều không mạnh mẽ. Nhưng, Thiên Hồng giới mấy ngàn vạn trong quân đội, những thương quan kia đội trưởng thống lĩnh gì gì đó, có đại bộ phận đều là các gia tộc. Giống như những này gia tộc tập thể nháo sự, quân đội cũng rất dễ dàng bất ngờ làm phản. Hôm nay Kha Lộng Ảnh giống như dám huyết tẩy những tộc trưởng này tuyệt đối sẽ ra đại sự quân đội nhận được tin tức sau lập tức hội bất ngờ làm phản đến lúc đó thiên hồng giới nội chiến không ngớt cục diện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản thế cục rất nghiêm trọng tòa thành bên này tụ tập quân đội cũng càng ngày càng nhiều chọn vẹn đạt đến mười mấy vạn đều là kha gia cường giả quân đội cùng cử dương quân thiên vương đô ra mười cái nhưng ngụy thiên vương vân thiên vương cũng không hề lộ diện tựa hồ phi thường tin tưởng kha lộng ảnh đem sự tình giao cho nàng xử lý kha lộng ảnh chiến công hiển hách cái gì cục diện chưa thấy qua nàng từ khi đi theo giang giật về sau, càng tự tin rất nhiều, nàng thế nhưng là giang giật nữ nhân, loại tràng diện này tính là gì. Khóe miệng nàng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, đem rất nhiều nam tử thấy khẽ giật mình, nàng không có giải thích, mà là hỏi lại, liễu như phong, bắn quái sơn người đám người tư liệu là tuyệt mật, chuyện theo như lời ngươi nói là từ đâu mà biết mặt khác ngươi nói tôn giang giật làm chủ giang giật ở chỗ nào không sợ nói cho các ngươi biết tình hình thực tế các ngươi nghĩ giang giật ra giúp nhân tộc, hắn còn sẽ không ra đâu các ngươi rất nhiều người hoài nghi giang giật hãm hại thanh đế cùng nhân tộc đại quân lần trước thiên tượng giới ngoại cùng minh tộc đại chiến, giống như không phải giang giật huyết tẩy thiên tiên giới cùng thiên tề giới, nhân tộc đại quân còn lại 50 triệu quân đội đều muốn toàn quân bị diệt. Trận chiến kia ở đây rất nhiều con em của gia tộc đều tham chiến a à, chẳng lẽ các ngươi đều chưa lấy được tin tức. Vì sao hủy đi truyền tống thần trận ta cũng có thể rõ ràng nói cho các người biết bởi vì bán quái sơn người liền là minh đế một cái phân thân, giờ phút này hắn chính khống chế nhân tộc mấy ngàn vạn quân đội, còn có vài ước minh tộc đại quân chỉ lên trời hồng giới đánh tới. Còn, chứng cứ các ngươi còn không có tư cách biết rõ, rất nhiều thượng tướng quân đã hiểu rõ sự tình kỹ càng đi qua, đều nắm giữ chứng cứ, hôm nay các ngươi nhưng nhìn đến đâu cái thượng tướng quân đứng ra. Liễu như phong người biết sự tình, đều là bán quái sơn người bí mật phái người đưa tin đưa cho ngươi a à dụng ý của ngươi ta cũng minh bạch, không có gì hơn là phân liệt chúng ta, gây nên nội chiến. Kha lộng ảnh nói một hơi rất nhiều, đằng sau ngữ khí cũng biến thành rét lạnh vô cùng ta cho các người hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn bên này, cộng đồng ngăn địch. Hoặc là ta đưa các người đi thiên hồng giới bên ngoài, các người đi ra nhập bán quái sơn người bên kia. Người tới, mở ra truyền tống trận, muốn rời đi chính các người rời đi đi, bất quá rời đi thiên hồng giới về sau, các người đem đều là nhân tộc địch nhân, cũng là nhân tộc tội nhân. chương 2063, Binh Lâm Thành Hạ Kha lộng ảnh đem hết thảy tình báo công bố, đồng thời cấp ra hai con đường các ngươi không phải vì bán quái sơn người cuồng đế bọn người minh bất bình sao vậy thì tốt, các ngươi đi qua đi theo bọn hắn đi. Kha lộng ảnh đưa tới quảng trường một mảnh xôn sao, bán quái sơn người là minh đế phân thân sở hữu thượng tướng quân đều biết chuyện này, cũng nắm giữ chứng cứ hôm nay rất nhiều gia tộc gia nháo sự, bất quá ngẫm lại chân chính đại gia tộc chỉ có mấy cái, vẫn là liễu như phong hắc vực vực chủ bọn người, còn có rất nhiều đại gia tộc đều không hề lộ diện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiểu gia tộc tộc trưởng kinh nghi bất định, nội tâm thiên nhân giao chiến, không biết nên tin tưởng ai, cũng không biết nên đi nơi nào, kha lộng ảnh môn từ quá sắc bén. Tốt, chúng ta đi, liễu như phong hét lớn một tiếng, đột nhiên quát khẽ nói, liễu ra sở hữu con em nghe lệch, truyền tống ra ngoài, chúng ta liễu ra chỉ thuần phục thiên đế, sinh là thiên đế người, chết là thiên đế quỷ. Bị buộc đến mức này, liễu như phong không đường thối lui, chỉ có thể trầm hống một tiếng. Liễu ra trong đại viện toàn tộc gia tộc tử đệ bôn tẩu mà ra, hướng trên quảng trường tụ tập. Vù vù, Cùng lúc đó, mấy cái trong đại viện ba cái ngụy đế cấp bắn ra, là ba cái tóc trắng xóa lão giả, cái này ba cái lão giả đều là ngụy đế cấp, là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh hào môn, đức cao vọng trọng. Một cái lưng có ta còng xuống lão giả, ánh mắt như điện quét về phía Liễu Như Phong, quát lạnh nói, Liễu Như Phong, người muốn tự mình tìm đường chết, không muốn mang theo các ngươi người Liễu ra cùng chết. Tình huống chân thật ngươi làm thật không biết sao ngươi không phải liền là sợ năm đó hại giang giật, sợ ngày sau tìm ngươi phiền phức sao vì bản thân chi tư, ngươi liền muốn để liễu ra vạn kiếp bất phục minh tộc là mặt hàng gì, ngươi còn không rõ ràng lắm các ngươi liễu ra một màn này đi, toàn bộ con dân đều sẽ biến thành minh nô, biến thành cái xác không hồn, ngươi thật đúng là coi là minh tộc hội chú trọng đối đãi các ngươi liễu ra. Một cái khác lão gia hỏa mở miệng nói ra, liễu như phong, quay đầu đi, còn kịp. Minh tộc liền là hổ lang, ngươi có thể tin tưởng hổ lang sao bọn hắn đưa cho ngươi hứa hẹn đều là giả, chờ quay đầu diệt nhân tộc. Ngươi cho rằng bọn hắn lợi dụng xong các ngươi liễu ra, sẽ còn thực hiện lúc trước hứa hẹn coi như minh đế bất động các ngươi, minh giới còn lại gia tộc đâu đến lúc đó ta là thịt cá người là giao thất, cuối cùng còn không phải một chữ chết ngươi suy nghĩ một chút còn lại giới diện nhân tộc, nhưng có còn sống sót. Hai cái này đức cao vọng trọng lão gia hỏa đứng ra nói chuyện, làm cho cả quảng trường đều an tĩnh lại, liễu như phong trong mắt cũng lộ ra một tia giấy ruộng. Chính như hai cái này lão gia hỏa lời nói, liễu như phong kỳ thật đối với bán quái sơn người mấy người cũng sẽ không rất tin tưởng hắn chỉ là sợ giang giật thu được về tính sổ sách tăng thêm bên kia đưa tin hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt lúc này mới bí quá hóa liều giống như hết thảy như kha lộng ảnh lời nói bán quái sơn người là minh đế phân thân vậy những ngày hứa hẹn sẽ hữu hiệu sao năm đó nhân tộc nhiều như vậy giới diện bị minh tộc hủy diệt cuối cùng một nhân loại đều không có để lại toàn bộ bị diệt sát biến thành minh nô chờ bên này nhân tộc hủy diệt bọn hắn gia tộc thật có thể sống sao khác đừng khuyên để bọn hắn đi thôi muốn đi đều có thể không cần ngăn cản. đúng lúc này tòa thành bên trong một đám người đi ra. lân hậu mang theo ngụy thiên vương hạng khôi, còn có rất nhiều thượng tướng quân đi ra. đây đều là thiên hồng giới nhất uy danh hiển hách nhân vật. kha lộng ảnh nhường qua một bên, đã không có chuyện của nàng. ba cái kia lão gia hỏa là nàng an bài, cục diện không sai biệt lắm đã khống chế, liền chờ lân hậu ra mặt trấn áp. lân hậu đi ra tòa thành đại môn, nàng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn liếu như phong bọn người, trầm giọng nói ra, nhân tộc đại kiếp sắp tới cửa này độ không qua chúng ta nhân tộc hội từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi đều như thế thời khác thế mà còn có trong đám người hồng giống như không thể một lòng đoàn kết cộng đồng ngăn địch dạng này người giữ lại cũng vô dụng toàn bộ lăn ra thiên hồng giới đi sinh tử của các ngươi chính mình đi nắm giữ ta không quản được các ngươi cũng không muốn quản các ngươi lân hậu huy vọng cùng khí thế cũng không phải kha lộng ảnh có thể so đây chính là đã từng thiên hồng giới người thứ hai a à. mọi người đối nàng kính trọng cùng e ngại đã đến trong khung sau so bán quái sơn người mạnh hơn nhiều, nàng vừa nổi đoá toàn trường câm như hến, không ai dám lên tiếng. Đi, lần hậu ngữ khí quyết tuyệt như vậy bá đạo, liễu như phong mặt mo không nhịn được, dứt khoát mang theo toàn bộ người trong gia tộc truyền thống đi hư không bên ngoài, hắc vực vực chủ cũng cắn răng dẫn người rời đi. Lần hậu mặt không thay đổi liếc nhìn còn lại gia tộc lạnh giọng nói ra, nhưng còn có người rời đi, muốn rời khỏi rời đi, không đi. Lần sau giống như còn dám tụ chúng nháo sự, phân tán lời đồn, giết chết bất luận tội đi, còn có mấy cái tiểu gia tộc tộc trưởng cắn răng dẫn người rời đi, còn lại đều lựa chọn lưu lại. lân hậu đều không có người rời đi về sau, lãnh mâu quét qua quát khẽ nói, quan bế truyền tống trận, theo bắt đầu, toàn bộ thống nhất nghe ta mệnh lệnh làm việc, nếu có hai lòng, đừng trách bản hoàng tâm ngoan thủ lạt. Lần hậu dẫn người tiến vào tòa thành, loạn thế dùng trọng biển. Lân hậu không có thời gian cũng không có tinh lực lãng phí ở phía trên này, chỉ có thể cưỡng ép chân áp. Nếu không hôm nay cái này nháo sự, trời sáng cái kia nháo sự, cái này chiến đều không cần đánh, trực tiếp đầu hàng được rồi. Một trận phong ba cuối cùng bình ổn lại, lân hậu cùng kha lộng ảnh lại là tâm lực lao lực quá độ. Các nàng giờ phút này cái gì đều không làm được, chỉ có thể một bên tiếp tục truyền tống bình dân đi bảy cái tiểu thiên thế giới, một bên chờ đợi bán quái sơn người mang binh tiến công thiên hồng giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 13 ngày sau đó, bán quái sơn người đã mang theo đại quân đã tới thiên hồng giới phía tây ức vạn lý, hai bên trinh sát đã lẫn nhau đều có thể dò xét đến đối phương thiên hồng giới bên này tại xây dựng rất nhiều truyền tống trận về sau, ước vạn vạn con dân đã truyền tống hơn phân nửa đi tiểu thiên thế giới. Bảy cái tiểu thiên thế giới có thể triệu tập cường giả cùng quân đội, đã toàn bộ triệu tập đi lên, là chân chính toàn dân giai binh. Cửu dương cốc bên trong quân đội đạt đến gần hai ức, quân đội tinh nhuệ có bảy ngàn vạn, đây là tập hợp đủ nhân tộc sở hữu quân đội. Đáng tiếc bên này cường giả vẫn là quá ít quá ít, chỉ có thể dựa vào thiên hồng giới ngoại đại trận chống cự. Giang giật vẫn là không có ra, không có tin tức gì, Kha Lộng Ảnh phái người đi hỏi thăm vài chục lần. Thiên Phượng Đại Đế đều biểu thị không có tin tức gì, bất qua chứng minh Giang Giật còn chưa có chết, bởi vì ba cái yêu tộc Đại Đế còn sống. Sau năm ngày, bán quái sơn người quân đội đã tới Thiên Hồng Giới phụ cận, đại quân toàn bộ chú đóng ở rời đi Thiên Hồng Giới 10 vạn lý ba cái đại bí cảnh bên trong. Bán quái sơn người phát ra chiếu lệnh, thông qua cuồng ra nội ứng đem cái này chiếu lệnh công bố tại chúng, truyền khắp Thiên Hồng Giới sở hữu gia tộc và quân đội. Bán quái sơn người nói thiên đế gặp nạn, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thay mặt đi thiên đế chi trách nhiệm, mang đến 60 triệu nhân tộc đại quân tiến đến nghĩ cách cứu viện thiên đế. Nhưng lân hậu lại công nhiên làm phản, đầu nhập vào ma tinh giang giật, không chỉ có đoạn đại quân đường lui hủy đi truyền tống thần trận, còn âm thầm hại nhân tộc đại quân, dẫn đến thảm bại, không cách nào tương thiên đế nghĩ cách cứu viện ra, lân hậu tội ác tài trời, tội đáng chết vạn lần. Bán quái sơn người hiệu triệu nhân tộc sở hữu quân sĩ, đoàn kết lại, Đem Lân Hậu hủy diệt, đem Ma Tinh Giang giật chu sát, lại cộng đồng đi nghĩ cách cứu viện Thiên Đế, cùng minh tộc quyết nhất tử chiến. Bán quái sơn người đây là công nhiên hạ chiến thư, không nể mặt mũi, khai châm ngòi lòng người. Bất quá những thượng tướng kia quân bọn người rõ ràng tất cả mọi chuyện chân tướng, cũng không có bị dao động quân tâm, những cái kia tiểu gia tộc và phổ thông quân sĩ ngược lại là có chút mê mang, không biết nên tin tưởng ai. Lân Hậu rất nhanh làm ra phản kích, nàng cũng không có tuyên bố thông cáo chứng minh chính mình công bố bán quái sơn người thân phận cùng tội trạng, nàng chỉ là phát ra một phần thư mời mời bán quái sơn người một người tiến vào thiên hồng giới, ngay trước vạn tộc tộc trưởng con dân trước mặt, công nhiên đối chất, đem sự tình nói rõ ràng. chương 2064, Đại chiến khai mạc. Lấy lui làm tiến, lần hộ tự cược bán quái sơn người không dám vào đến, bởi vì giang giật không có hiện thân, cửu dương thiên đế tàn hồn chưa từng xuất hiện, bán quái sơn người bất kể có phải hay không là minh đế cũng sẽ không mạo hiểm. Càng là người thông minh, càng thích dụng kế mưu đi tính toán, mà không phải làm xúc động mạo hiểm sự tình. Minh giới bên kia đã chiếm cứ thượng phong, nhân tộc bên này bị diệt chỉ là vấn đề thời gian, bán quái sơn người như thế nào lại độc thân mạo hiểm. Trước đó lần hậu liền mời bán quái sơn người mang theo cuồng đế nhau đế đợi người tới thiên hồng giới, lần trước các nàng tự cự tuyệt, lần này để bán quái sơn người một mình vào đây càng không khả năng. Lần hậu cái này mời là làm cho thiên hồng giới tất cả mọi người xem, bán quái sơn người giống như không có vấn đề, hắn sợ cái gì đâu hắn chiến lực so lân hậu đều mạnh hơn, giờ phút này thiên hồng giới chỉ có lân hậu một cái phong đế cấp, ai có thể tổn thương hắn đâu. Không ra lân hậu bọn người ngoài ý liệu, bán quái sơn người cự tuyệt đề nghị này, chỉ là lần nữa thông báo thiên hồng giới các tộc, đối giang giật cùng lân hậu dùng ngòi bút làm vũ khí. Sau đó bắt đầu hạ lệnh toàn quân công kích thiên hồng giới, muốn tương thiên hồng giới đại trận phá vỡ, mang theo đại quân vào đây chu sát phản tặc. Thiên hồng giới đại trận đã sớm mở ra, tất cả truyền tống trận đều đã phong ấn, đồng thời điều động đại quân thủ hộ. Thiên hồng giới biến thành một cái khó chơi thùng sắt, như muốn tiến vào thiên hồng giới, chỉ có phá thiên cửu thiên tỏa tinh đại trận, đem hơn 10.000 năm qua chứa đựng năng lượng triệt để tiêu hao, mới có thể xé rách hồng mông cương khí tiến vào thiên hồng giới nội bộ. 3.000 vạn đại quân, liên tục không ngừng công kích thiên hồng giới, thiên hồng giới ngoại mặt bầu trời quang mang lấp lánh không ngớt. Thiên hồng giới bên trong mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì chấn động, nhưng đám võ giả vẫn có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tại có chút ba động không ngớt, trở nên nhiễu loạn, có thể tưởng tượng đạt được phía ngoài vô số quân đội chính đối thiên hồng giới chút xuống các loại công kích. Đại chiến rốt cuộc kéo lên màn mở đầu, bên ngoài liên tục không ngừng công kích, uyển như tử thần chuông tang vang lên tại sở hữu nhân tộc quân sĩ trong tai, giờ khác này không ai trần trừ nữa. Bán quái sơn người tuyệt đối có vấn đề, giống như không có vấn đề, hắn sẽ không hạ mệnh lệnh công kích thiên hồng giới ngoại đại trận. Bởi vì bên kia minh tộc vài ước đại quân đã hướng bên này bay tới, thiên hồng giới ngoại mặt đại trận là nhân tộc sau cùng bình chướng. Bán quái sơn người lại muốn xé rách lớp bình phong này, hắn không có vấn đề. Ai sẽ tin tưởng, không đường thối lui, không chiến thì vong. Thiên hồng giới bên trong các tộc cùng chung mối thù, nhao nhao xin chiến, thiên hồng giới đại trận mặc dù cường đại, nhưng nếu cho dạng này không ngừng công kích đến, nhiều nhất một cái nhiều tháng liền muốn phá vỡ. Đến lúc đó nhân tộc lấy cái gì đi chống cự minh tộc đại quân, đã bán quái sơn người đã phản ném minh tộc bên kia, vậy bên ngoài mấy ngàn vạn quân đội cũng không phải nhân tộc. Không phải nhân tộc, không phải đồng bào, kia khai chiến nhân tộc bên này đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Lân Hậu không thể để cho đại quân liên tục không ngừng công kích, nàng tự mình mặt trận thống nhất, bắt đầu điều khiển đại quân theo từng cái địa phương truyền tống ra ngoài, theo bốn phương tám hướng quấy rối bán quái sơn người quân đội. Thiên Hồng giới ngoại có vô số trạm trung chuyển, những này trạm trung chuyển đều có truyền tống trận, liên tiếp lấy Thiên Hồng giới còn có rất nhiều bí cảnh bên trong cũng xây dựng ẩn nấp truyền tống trận, Thiên Hồng giới bên này tùy thời có thể dùng truyền tống đại quân ra ngoài, tùy thời có thể dùng quan bế truyền tống trận, xuất nhập phi thường tự do. Lần Hậu phái ra mấy ngàn cỗ tiểu bộ đội, những ngày tiểu đội thành viên chỉ có mấy trăm mấy ngàn người. Mục đích không phải cùng đại quân chém giết, mà là quấy nhiễu đánh lén, ngăn cản đại quân công kích Thiên Hồng giới đại trận, kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian mục đích có hai cái, một cái là các loại minh tộc đại quân tới triệt để để lộ bán quái sơn người chân diện mục. Đệ nhị tự nhiên là các loại chờ giang giật xuất quan, mặc dù lân hậu cũng không có báo quá lớn hy vọng, nhưng nội tâm vẫn là có một chút hy vọng xa vời, hy vọng xa vời giang giật có thể mang cho nàng một kinh hỉ. Phái đi ra mấy ngàn cỗ tiểu quân đội, vẫn là làm ra một chút tác dụng. Những này tiểu cỗ quân đội đánh lén thoáng cái liền chạy đi, chờ bán quái sơn người triệu tập quân đội truy sát, bọn hắn lập tức tìm tới ẩn nấp truyền tống trận truyền tống vào tới. Thiên Hồng giới bên này thì lập tức quan bế truyền tống trận, bên kia chỉ có nổi giận đem truyền tống trận hủy đi. Vấn đề là truyền tống trận nhiều lắm, Lân Hậu đã sớm phái người bí mật xây dựng mấy vạn cái, là loại kia phi thường nhỏ truyền tống trận, chính là vì giờ khắc này. Lân Hậu còn phái quân đội trinh sát truyền lời cho bên kia quân đội, nói bán quái sơn người là Minh đế phân thân, giờ phút này muốn hủy đi Thiên Hồng giới đại trận, giúp Minh tộc quân đội đánh tiên phong, hiểu triệu sở hữu quân đội tỉnh táo lại, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bình định lập lại trật tự. Mặc dù không biết những này quân đội phải chăng đã bị minh tộc khống chế, nhưng dạng này hô một hô luôn luôn không sai. Vạn nhất quân đội thật chỉ là bị mê hoặc, cũng không có bị khống chế đâu. Tin tức tốt, gần nửa ngày sau, bên ngoài trở về quân đội mang về từng cái tin tức tốt. Bán quái sơn người bên kia rất nhiều quân đội lại có bất ngờ làm phản dấu hiệu, có chút quân đội lúc đầu truy sát bên này quân đội, nghe được gọi hàng sau thế mà đình chỉ truy sát chẳng lẽ phía ngoài mấy ngàn vạn quân đội cũng không có bị khống chế, là hoàn hảo nhân tộc. lân hậu bọn người rất là phấn chấn, hạ lệnh triệu tập càng nhiều đám bộ đội nhỏ ra ngoài gọi hàng, phân tán các loại truyền âm, đồng thời kha lộng ảnh tự mình lao tới hố trời, mời Giang giật trở về. Giống như Giang giật có thể ra, có thể mang binh ra ngoài chu sát bán quái sơn người. Kia mấy ngàn vạn quân đội thật có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, như vậy nhân tộc phần thắng hội tăng lớn mấy phần. Giang giật dưới hố trời rất lâu, rất có thể bị nhốt rồi, ba vị yêu tộc đại đế tỏa chấn hố trời bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào. Kha lộng ảnh là giang giật nữ nhân, chỉ có nàng có thể thuyết phục ba vị đại đế dưới hố trời tìm kiếm giang giật. Kha lộng ảnh truyền tống đi hắc vực, mang theo hai cái kha gia trưởng lão phi tốc hướng hố trời phương hướng bay tới, hao tốn bốn năm cái canh giờ tựu đã tới hố trời bên ngoài. Ba vị yêu tộc đại đế trước tiên mở mắt, thiên phượng đại đế dò xét đến là kha lộng ảnh sau lập tức đứng dậy, mang theo hai vị đại đế đi ra sơn động, Chắp tay hành lễ nói tham kiến ảnh phu nhân. Kha lộng ảnh theo giang giật, thiên phượng đại đế đã sớm biết, còn biết vị tiểu thư xinh đẹp này tại giang giật trong lòng phân lượng rất nặng, thái độ tự nhiên là cung kính mấy phần. Giang giật còn không có bất cứ tin tức gì sao kha lộng ảnh gấp bách dò hỏi. Thiên phượng đại đế lắc đầu nói, không có. Xuống dưới, kha lộng ảnh phi thường quả quyết hạ lệnh, các người ba vị cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, nhà ta hai vị trưởng lão giữ vững hố trời phía trên không được thiên phượng đại đế cười khổ lắc đầu nói chủ nhân để chúng ta chờ ở bên ngoài bất luận kẻ nào không được đi vào hố trời đến lúc nào rồi kha lộng ảnh sắc mặt phát lạnh khiển trách thiên hồng giới liền bị công phá nào có chú ý nhiều như vậy giang giật đi vào đã lâu như vậy vạn nhất bị vây ở phía dưới đâu giang giật là chủ tử của các ngươi ta là giang giật thê tử cũng là chủ tử của các ngươi mệnh lệnh của ta liền là mệnh lệnh của hắn hắn như trách cứ ta dốc hết sức đảm đương thiên phượng đại đế trần chờ bất định hố trời phía dưới rất nguy hiểm, mặc dù lần này có ba cái yêu tộc đại đế, nhưng người nào biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Kha lộng ảnh đợi một hồi, bão nổi nổi giận nói, giang giật như ở phía dưới xảy ra chuyện, các người tự tội đáng chết vạn lần. Các ngươi không đi xuống, chính ta xuống dưới, các ngươi nếu muốn ngăn cản liền đem ta đánh chết đi. Tốt ha, thiên phượng đại đế bất đắc sĩ thở dài, giang giật cho bọn hắn mệnh lệnh là chấn thủ hố trời cửa vào, cũng không có nói không thể xuống dưới có kha ra hai cái trưởng lão chấn thủ, ngược lại là cũng không quan hệ. Giang giật tiến vào thời gian dài như vậy, mà lại từ trước đến nay bọn hắn đã mất đi tinh thần liên hệ, thiên phượng đại đế bọn hắn đồng dạng phi thường lo lắng, giang giật đến cùng gặp cái gì đại phiền toái. chương 2065, Thiên Quy, giang giật hoàn toàn chính xác gặp đại phiền toái, lớn vô cùng phiền phức. Hắn tiến vào hỗn độn chi khí phía dưới đã có tầm một tháng ra mặt, quá lâu quá lâu, cũng không phải là hắn không muốn ra đến, mà là ra không được, hắn giờ phút này xếp bằng ở một cái kỳ dị trong không gian, cái này không gian cũng không lớn, có phương viên ngàn dặm tả hữu, cái này không gian cũng không phải là dưới biển, càng giống là một cái viên cầu nội bộ. Cái này viên cầu bốn phương tám hướng đều là hỗn độn chi khí, bên trong cũng thực sự có các loại thiên địa bản nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ đều có, số lượng còn không ít. Lúc trước hấp thu nhiều gấp 10, nơi này thổ chi nguyên rất nhiều, khó trách hố trời phía dưới trọng lực như vậy cường đại. Ngoại trừ thiên địa bản nguyên bên ngoài, bên trong không có cái gì, chỉ có một cái cự thú, một cái bị tử sắc xích sắt trói buộc cự thú. Cái này tử sắc xích sắt một đầu tại hỗn độn chi khí bên trong, bên kia cuốn lấy cự thú thân eo. Sở dĩ cái này cự thú lần trước cũng không có toàn bộ thân thể toát ra đi, hoặc là đầu toát ra đi, hoặc là cái đuôi nhô ra đi, đương nhiên cũng có khả năng nó căn bản ra không được. Cự thú thân tử không là đặc biệt lớn, chiều dài có mấy trăm trượng tả hiếu, toàn thân đen nhánh, ngoại hình chẳng ra gì, đầu giống như hưu, phía trên có độc giác, thân thể giống như cá sấu, nhưng không có lân phiến. Có tứ chi, cái đuôi thật dài, toàn thân một mảnh đen kịt, liền con mắt đều là toàn bộ màu đen, nhìn đặc biệt quái dị. Giang giật cùng cự thú giờ phút này đều tại viên cầu nội bộ dưới đáy, Giang giật ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, bên cạnh cái kia cự thú nhắm mắt lại chợp mắt. Thiên địa bản nguyên toàn bộ bị Giang giật hấp thu, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên Giang giật đều tập hợp đủ. Nhưng, lôi điện áo nghĩa cũng không có đại thành, chứ nói chi là hấp thu hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí là cái gì giang giật cũng không biết, lại thế nào có thể hấp thu đâu không hấp thu hỗn độn chi khí cự thú đương nhiên sẽ không phóng giang giật ra ngoài, sở dĩ giang giật một mực bị vây ở bên trong. Mà lại, giang giật phát hiện hấp thu kim chi nguyên về sau, chiến lực của hắn cũng không có quá lớn tăng lên, lôi điện áo nghĩa không có cách nào đại thành, hắn chiến lực cùng trước kia không có khác nhau, coi như đi ra cũng không nhiều lắm ý nghĩa, cuối cùng chỉ có bị minh đế đánh giết phân. Sở dĩ, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ quá nhiều làm sao hấp thu hỗn độn chi khí, mà là một cái bế quan lĩnh hội lôi điện áo nghĩa, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chiến lực. Ai, tại kha lộng ảnh ba vị yêu tộc đại đế hạ hố trời sau nửa canh giờ, giang giật vừa vặn mở mắt, hắn trong con người đều là uể oải cùng ảm đạm tìm hiểu lâu như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì. Trong này lĩnh hội, tốc độ phi thường khủng bố, so thiên đình bên trong cái kia bí cảnh bên trong nhanh hơn rất nhiều. Nơi này là trên đời này tối cường bí cảnh, hỗn độn bí cảnh. Giang giật cầm trong tay thần thụ diệp, so thiên đình bí cảnh nội sam mộ tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần. Ở chỗ này hắn tìm hiểu hơn một tháng thời gian, nhưng so sánh bên ngoài 10 năm, nếu như tính luôn thần thụ diệp, đều có thể so trăm năm. Thời gian dài như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì, cái này khiến Giang giật nội tâm khó tránh khỏi thất vọng. Mặc dù hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ cục diện bên ngoài, nhưng nội tâm vẫn là càng phát ngưng trọng, càng phát cấp bách. Tiểu tử, không có thu hoạch. Si Hồng truyền âm ra, Giang giật khẽ lắc đầu, Si Hồng cùng ẩn thân tại một chi nguyên bên trong cửu dương thiên đế nội tâm đồng dạng trầm xuống. Cửu dương thiên đế cùng Si Hồng đều hiểu đến lôi điện áo nghĩa cường đại, vấn đề là Giang giật không cách nào lĩnh hội đến đại viên đầy chi cảnh A. Cái này hỗn độn chi khí, bọn hắn dò xét rất nhiều lần, nghĩ đến rất nhiều biện pháp đồng dạng không cách nào phá khai, chớ nói chi là hấp thu. Tuyệt lộ sao, Giang giật Si Hồng cửu dương thiên đế nội tâm đều trầm xuống. Giang giật bế quan thời gian dài như vậy, hắn hơi mệt chút, trực tiếp nằm tại hỗn độn chi khí bên trên, vươn tay chậm chạp xoa huyệt thái dương. Cách đó không xa cái kia cự thú tại thời khắc này mở mắt, nó đột nhiên truyền âm tới nói, tiểu tử, còn không có nghĩ đến hấp thu hỗn độn chi khí biện pháp xem ra người đời này phải bồi bản tỏa cùng một chỗ vây chết tại cái này a à. Cái này cự thú như thế cường đại khẳng định nói là làm, giang giật không muốn ra hấp thu hỗn độn chi khí biện pháp. Nó đương nhiên sẽ không phóng giang giật ra ngoài, cả một đời nghĩ không ra vậy liền cả một đời vây chết ở đây. Giang giật trước đó nghĩ đến một chút biện pháp cũng không có hiệu quả, hắn một lòng tại lôi điện áo nghĩa bên trên, cũng không có đi suy nghĩ nhiều hỗn độn chi khí sự tình. Giờ phút này cự thú truyền âm nhắc nhở Giang giật, hắn đứng lên ánh mắt nhìn về phía cự thú hỏi, đại nhân, cái này hỗn độn chi khí là cái gì ngươi có thể hay không cho ta một chút tư liệu cùng gợi ý, để cho ta rất muốn nghĩ biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí đâu. Lôi điện áo nghĩa đã tạm thời không có cách nào đại thành, vậy trước tiên nghĩ biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí đi nói không chừng hấp thu hỗn độn chi khí, lôi điện áo nghĩa có đột phá hy vọng đâu. Ách, cự thú trong mắt đen nhánh bên trong sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, nó trầm ngâm một lát truyền âm nói, hỗn độn chi khí bản tỏa cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là thứ này phi thường cứng rắn, phi thường khó phá khai, dùng bản tỏa thực lực đều không thể triệt để phá vỡ. Sở dĩ bản tỏa bị vây chết tại cái này, đương nhiên. Còn có cái này thiên phạt dây truyền, trói buộc bản tỏa. Giống như người có thể hấp thu hỗn độn chi khí, Bản tọa tự có biện pháp đem thiên phạt dây truyền tránh thoát. Cụ thể càng nhiều tình huống, bản tọa không thể nói cho ngươi, nếu không tự vi phạm với thiên quy. Thiên quy, giang giật cùng si hồng cửu dương thiên đế nội tâm đồng thời khẽ động, mặc dù cự thú cũng không có nói quá nhiều, nhưng chúng nó nhẹ nhõm từ bên trong nghe được mấy tầng ý tứ. Cái này cự thú hẳn là xúc phạm thiên quy, sở dĩ bị trách phạt, nó là bị tồn tại cường đại vây ở cái này. Có thể vây khốn chiến lực nhưng so sánh thiên đế cự thú kia chỉ có trong tiên vực tồn tại cường hoành liên tưởng đến trước đó cự thú nói lên hai cái yêu cầu giang giật có thể khẳng định tiên vực đích thật là tồn tại tiên vực bên trong có càng tăng mạnh hơn hoành tồn tại cái này cự thú hẳn là trong tiên vực cự thú xúc phạm thiên quy bị cầm tù ở đây cự thú có thể lộ ra một chút tin tức giang giật đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trong tiên vực một chút xíu tin tức đều đầy đủ để hắn trở nên càng thêm cường đại ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua cự thú nói ra đại nhân ngươi không thể lộ ra quá nhiều vậy ta hỏi ngươi tốt, ngươi chỉ cần lắc đầu có lẽ gật đầu, dạng này vừa vặn rất tốt cái này đối ta phi thường trọng yếu, ta hiểu càng nhiều, tự có càng lớn nắm chắc phá vỡ cái này hỗn độn chi khí. Tốt ha, cự thú gật đầu truyền âm nói, bất quá quá trọng yếu vấn đề bản tỏa không có trả lời ngươi, mà lại ta chỉ có thể trả lời ngươi 10 cái vấn đề. 10 cái đủ, cửu dương thiên đế cùng giang giật si hồng bắt đầu truyền âm thương nghị, cái này 10 cái vấn đề hỏi thật hay, có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức, phi thường mấu chốt. Sau một lát, Giang giật hỏi thăm vấn đề thứ nhất, đại nhân, ngươi là có hay không tại tiên vực xúc phạm thiên quy, sở dĩ bị tiên vực đại nhân vật trách phạt, vây ở cái này hỗn độn trong hồ. Cái này thoạt nhìn là một vấn đề, kỳ thật bên trong bao hàm mấy cái vấn đề nhỏ, cái kia cự thú ngược lại là rất sảng khoái nhẹ gật đầu, xác định Giang giật đám người suy đoán. Vấn đề này bên trong, Giang giật cửu dương thiên đế si hồng biết được tiên vực hoàn toàn chính xác tồn tại. Trong tiên vực có tồn tại cường đại, loại này tồn tại tuyệt đối là nhưng so sánh chân tiên tồn tại, cự thú xúc phạm thiên quy bị vây ở nơi này. Vấn đề thứ hai, Giang giật lặp đi lặp lại châm trước, ngay tại hắn chuẩn bị đặt câu hỏi lúc, cự thú ngược lại trước truyền âm nói, phía trên tới một cái nhân tộc nữ tử ba cái yêu tộc, ngươi là có hay không nhận biết nhìn các nàng rất cấp bách giống như đang tìm người, tiểu tử nếu không đem các nàng cùng một chỗ mang vào. Ba cái yêu tộc, một cái nhân tộc, Giang giật sắc mặt khẽ giật mình, lập tức giật mình tỉnh lại, ba cái yêu tộc khẳng định là thiên phượng đại đế bọn hắn, nhân tộc nữ tử rất có thể là kha lộng ảnh. Các nàng đã mạo hiểm hạ hố trời, vậy nói rõ bên ngoài khẳng định phát sinh đại sự, cục diện biến thành phi thường nghiêm trọng. chương 2066, nằm mơ, dầm dầm dầm, đáy hố trời, hỗn độn bên hồ, thiên phượng đại đế mấy người đang liều mạng phóng thích các loại công kích, đem vào tới hỗn độn trùng từng cái đánh bay. Lần này có ba cái phong đế cấp yêu tộc đại đế, mọi người dễ dàng rất nhiều, có thể thay nhau xuất thủ. Mặc dù không cách nào đánh giết hỗn độn trùng, nhưng có thể đánh bay kha lộng ảnh bị thiên phượng đại đế bọn người vây quanh nàng ánh mắt một mực tải hỗn độn trên hồ lướt nhìn cũng không có phát hiện giang giật thân ảnh cùng bất luận cái gì manh mối mà lại thiên phượng đại đế nói tới trong hồ có kinh khủng quái thú nàng cũng không có phát hiện vây quanh hồ đi một vòng kha lộng ảnh ở bên hồ nhìn một chút quả quyết hạ lệch thiên phượng đại đế ba người chỉ có thể khổ bức không ngừng xuất thủ vây quanh hồ di động suy suy đột nhiên hỗn độn trong hồ hỗn độn chi khí phun trào một cỗ đã cường đại đến cực điểm khí tức theo trong hồ xuất hiện. Thiên phượng đại đế bọn người sắc mặt dây lát biến, lập tức mang theo kha lộng ảnh lui nhanh, kha lộng ảnh sắc mặt biến đến trắng bệch, quái thú này khí tức quá kinh khủng, để nàng liền di động đều khó khăn. Chạy cái gì, quái thú truyền ra một thanh âm, để thiên phượng đại đế bọn người kinh ngạc, bất quá nhưng như cũng không có dừng lại lui nhanh thân ảnh. Kha lộng ảnh ánh mắt nhìn về phía trong hồ nhìn thấy một cái đen nhánh đầu, còn có một đôi đen nhánh đôi mắt, giờ khắc này nàng đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân hét lớn, dừng lại. Dừng lại điên rồi sao? Thần nghe đại đế cùng hỏa hồ đại đế liếc nhau, thiên phượng đại đế lại bản năng dừng bước, kha lộng ảnh truyền âm cho ba người nói, quái thú này không có sát ý, nếu không chúng ta đã sớm chết. Ừm, thiên phượng đại đế bọn người giật mình tỉnh lại, giống như quái thú này thật muốn công kích, tất cả mọi người chạy không được, đã sớm chết. Quái thú nháy nháy mắt, thanh âm lạnh lùng truyền đến, tiểu tử kia để bản tọa hỏi các ngươi, bên ngoài thế nhưng là phát sinh đại sự. Tiểu tử, Kha lộng ảnh bọn người đôi mắt sáng rõ, hố trời chỉ có giang giật xuống tới, quái thú này nói tiểu tử vậy khẳng định là giang giật. Thiên phượng đại đế bọn người ngưng âm thanh tính khí không dám nói lời nào, Kha lộng ảnh chịu lấy khí thức kinh khủng, chắp tay nói ra, đại nhân, ngài nói tiểu tử thế nhưng là giang giật. Giang giật, cự thú trần chờ một chút, thế mà biến mất tại hỗn độn chi khí dưới, nó về tới bên trong cái kia không gian, quay đầu hướng Giang Giật hỏi, người có phải hay không gọi Giang Giật? Đúng vậy, đại nhân, Giang Giật mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, xem ra đích thật là kha lộng ảnh các nàng. Cự thú nhẹ gật đầu, lần nữa hướng hỗn độn chi khí phía trên bay đi, bất qua thân thể tử sắc xích sắc chói buộc, chỉ có thể nhô ra đi gần phân nửa đầu. Nó sau khi xuất hiện truyền lời nói, tiểu tử này nói thật sự là hắn gọi Giang Giật, hỏi các người bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hô hô, kha lộng ảnh như chút được gánh nặng, ba vị yêu tộc đại đế lại liếc nhau nội tâm hoảng hốt giang giật như thế nào cùng con quái thú kia lăn lộn đến cùng một chỗ nghiêu nhân liền là nghiêu nhân nhưng so sánh thiên đế quái thú đều không giết hắn còn giúp hắn truyền lời giống như con quái thú kia có thể giúp đỡ vậy lần này đại kiếp phi thường có hy vọng vượt qua a à? kha lộng ảnh hít một hơi thật sâu chắp tay nói đại nhân làm phiền ngươi chuyển cáo hắn liền nói bán quái sơn người chính mang ba ngàn vạn quân đội tiến đánh thiên hồng giới thanh đế còn bị vây ở minh giới Minh tộc đại quân tập kết 300 triệu hơn một tháng sau đem đến thiên hồng giới ngoại, mời hắn ra chủ trì đại cục. Mời hắn ra, cự thú ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, sau đó tuyết miệng nói, hắn không ra được, có khả năng cái này đều vây chết ở bên trong. Oanh, tựa như sấm sét giữa trời quang, kha lộng ảnh cùng ba vị yêu tộc đại đế thân thể kịch chấn, giống như giang giật thật không ra được, nhân tộc yêu tộc tụ triệt để không có hy vọng, tuyệt đối sẽ bị minh tộc diệt tộc. Bên kia cự thú sau khi nói xong lần nữa tiến vào hỗn độn trong hồ, đem kha lộng ảnh chuyển cáo cho Giang Giật, Giang Giật nội tâm cũng chìm vào đáy cốc. Xấu nhất cục diện rốt cục xuất hiện, bán quái sơn người rất có thể liền là minh đế, như vậy viêm đế cuồng đế nho đế bọn người toàn quân bị diệt. Đằng sau còn có vài ức minh tộc đại quân, thiên hồng giới có thể chống đỡ bao lâu. Đại trận năng lượng rất nhiều, nhưng mấy ngàn vạn quân đội ngày đêm không ngừng công kích, tối đa cũng tự một tháng đại trận hội phá mất, một tháng thời gian Giang Giật có thể ra ngoài sao coi như ra ngoài hắn có thể làm gì không được, giang giật nghĩ nghĩ, cắn răng đối cửa thú một gối quỳ xuống nói, đại nhân, nhân tộc liền bị hủy diệt, thiên hồng giới đem không có một ngọn cỏ. mời đại nhân trước thả ta ra ngoài, chỉ cần ta nghĩ biện pháp đánh lui minh tộc, nhất định lập tức xuống tới giúp đại nhân hấp thu hỗn độn chi khí. mặc dù hắn ra ngoài tuyệt đối không phải minh đế đối thủ, nhưng hắn cũng nên đi thử xem. hắn không có khả năng chờ mắt nhìn lên trời hồng giới hủy diệt, nhìn xem lân hậu ngụy thiên vương kha lộng ảnh bọn người chết đi nhìn xem ước vạn vạn nhân tộc biến thành cái xác không hồn. Nằm mơ, cự thú lạnh băng băng trả lời, bản tỏa đã từng cùng ngươi đã nói, ngươi muốn vào đến hấp thu kim chi nguyên, ta có thể để ngươi vào đây. Bất quá không nghĩ biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí, ngươi mơ tưởng ra ngoài, bản tọa nói là làm. Bên ngoài nhân tộc bị diệt cùng bản tỏa có quan hệ gì lại nói. Coi như bị diệt, cũng là thiên đạo luân hồi, rất bình thường hiện tượng, người cần gì phải để ý nhiều lộp bộp, nhìn qua cửa thú cặp kia tròng mắt lạnh như băng, giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút. Cái này cửa thú không phải nhân tộc, không phải hồng mông thế giới chủng tộc, căn bản không thèm để ý thế giới này biến thành cái dạng gì. Như vậy cũng tốt so một người như thế nào lại để ý một đám kiến tộc hủy diệt mặt khác một đám kiến tộc đâu. Nói cái gì đều vô dụng, nhìn qua này đôi lạnh lùng vô tình đôi mắt, giang giật biết mình coi như lấy cái chết bức bách, coi như nghĩ hết tất cả biện pháp, cái này cửa thú cũng sẽ không để hắn ra ngoài. Một tháng, một tháng thời gian có thể làm gì hắn có thể đem lôi điện áo nghĩa cảm mộ đại thành có thể hấp thu cái này hỗn độn chi khí giang giật không có nửa điểm lòng tin, hắn đặt mông ngồi dưới đất, triệt để không biết làm sao bây giờ. Ta cùng si hồng đi ra ngoài trước đi, đúng lúc này, cửu dương thiên đế đột nhiên truyền âm nói, mặc dù chúng ta không thể làm quá nhiều chuyện, không cách nào hủy diệt minh đế, nhưng ít nhất có thể giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. Hai tháng, chúng ta có thể giúp ngươi kéo hai tháng, hy vọng ngươi có thể trong hai tháng đột phá, đồng thời thành công phá vỡ hỗn độn chi khí ra ách giang dập nội tâm khẽ động hắn không thể đi ra ngoài cử dương thiên đế cùng si hồng cái này cự thú chắc chắn sẽ không để ý hắn nghĩ nghĩ cắn răng gật đầu cử dương thiên đế cùng si hồng tàn hồn xuất hiện giang dập lần nữa một gối quỳ xuống nói đại nhân ta lưu lại mời ngươi thả ta hai cái này bằng hữu tàn hồn ra ngoài đi trước kéo một chút thời gian ta nhất định hết sức phá vỡ hỗn độn chi khí giống như điều kiện này đều không thể đáp ứng tại hạ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Cửu dương thiên đế cùng si hồng tàn hồn xuất hiện, cử thú nửa điểm không có cảm thấy ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm biết. Nó trầm mặc một chút, gật đầu nói ra, được, bản tọa đáp ứng ngươi. Cửu thú vung ra to lớn cái đuôi, phía trên hỗn độn chi khí sóng gió nổi lên, chậm rãi xuất hiện một cái nho nhỏ thông đạo. Cửu dương thiên đế cùng si hồng tàn hồn thật sâu nhìn giang giật một chút, hóa thành hai đạo lưu quang hướng đầu kia tiểu thông đạo bay vụt mà lên. Cửu dương thiên đế sau cùng truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, tiểu tử, người thứ chín khỏa tinh thần phi thường mấu chốt, ta có dự cảm chỉ cần ngươi có thế để cho cái này tinh thần dị biến, chiến lực của ngươi lại có bay vào tính tăng lên. Thiên hạ vạn tộc, về sau, tựu đều dựa vào ngươi, nếu có hướng một ngày có thể đi vào tiên vực chi môn, xin vì ta đốt dâng một nén nhang, cảm thấy an ủi ta thoáng cái, lão phu liền có thể mỉm cười cửu tuyên. Thiên đế, giang giật gào lên đau xót một tiếng, cửu dương thiên đế cuối cùng mấy câu rõ ràng là xa nhau. Lần này cũng sợ là hai người sau cùng một lần nói chuyện với nhau, cửu dương thiên đế chỉ có thể lại ra tay một lần, lần này ra ngoài giống như xuất thủ, hắn tàn hồn đem tiêu tán ở trong thiên địa. Hưu, Giang giật bay vụt mà lên, muốn đi mỗi ngày đế một lần cuối, chỉ là đầu kia to lớn cái đuôi thu hồi lại trùng điệp đập vào trên người hắn. Giang giật thoáng cái đập xuống, phía trên thông đạo cũng nhanh chóng biến mất, bên trong trở nên hoàn toàn tĩnh mịch tựa như đóng lại hai thế giới liên tiếp thông đạo. chương 2067, không thể phá vỡ. Hưu, cửu dương thiên đế cùng si hồng hóa thành hai đạo lưu quang bay ra, nhanh chóng hướng thiên phượng đại đế bọn người bay đi. Kha lộng ảnh các nàng tưởng rằng quái thú muốn công kích, đang muốn lui nhanh lúc, cửu dương thiên đế ngưng thân ảnh hiện ra, quát lạnh nói, là chúng ta. Thiên đế, kha lộng ảnh bọn người đại hỷ, cửu dương thiên đế cùng si hồng bay thẳng tiến vào thiên phượng đại đế trong thân thể, cửu dương thiên đế truyền âm ra, đều lên đi thôi, giang giật thời gian ngắn còn ra không đến, ta cùng si hồng đi ra ngoài trước kéo một đoạn thời gian. Thiên đế, giang giật hắn, kha lộng ảnh muốn hỏi ta tình huống, cửu dương thiên đế lại truyền âm nói, quay lại lại nói, đi ra ngoài trước đi, mặt khác ta cùng si hồng ra tin tức không thể ngoại truyền, chỉ hãn lân nha đầu cùng cửu dương quân hai cái thống soái biết rõ. Tốt kha à, cửu dương thiên đế đều đã nói như vậy, Kha lộng ảnh còn có thể làm sao thiên phượng đại đế nhanh chóng mang theo kha lộng ảnh một đường hướng hố trời bên ngoài chạy đi. Đến hố trời cửa vào về sau, đều không cần leo lên dây thừng, bởi vì thổ chi nguyên toàn bộ bị giang giật hấp thu, nơi này đều không có bất kỳ cái gì trọng lực, mọi người nhẹ nhõm bay vụt mà lên. Đều đi cửu dương thành, không cần chấn thủ nơi này, không ai có thể hại giang giật, hắn ở phía dưới là trên đời này an toàn nhất địa phương. Cửu dương thiên đế hạ lệnh, giang giật tại hỗn độn dưới hồ căn bản ra không được bên trong còn có một cái nhưng so sánh thiên đế chiến lực cự thú. Coi như minh đế tự mình đến đánh lén, sợ là cũng giết không được giang giật, chấn thủ hố trời cửa vào không có bất kỳ cái gì cần thiết. Nghe được cửu dương thiên đế, kha lộng ảnh có chút giải sầu, chỉ ít giang giật sẽ không chết. Mặc dù tạm thời ra không được, nhưng có cửu dương thiên đế cùng si hồng, ít nhất khả năng giúp đỡ nhân tộc kéo dài một đoạn thời gian. Thiên phượng đại đế bọn người lại có chút trần chờ dù sao giang giật mệnh lệnh là để ba người giữ vững hố trời ba người mạo muội rời đi, đây là vi phạm giang giật mệnh lệnh A. À. Còn đứng ngây đó làm gì đi, cửu dương thiên đế lạnh lùng truyền âm nói, ta ý tứ liền là giang giật ý tứ, giang giật để các ngươi đều nghe ta, thiên hồng giới diệt vong, thiên yêu giới có thể giữ được. Tốt ha, à, cửu dương thiên đế cùng giang giật là một thể, cửu dương thiên đế giang giật không dám không nghe, mệnh lệnh của hắn cũng chính là giang giật mệnh lệnh. Ba vị yêu tộc đại đế cũng không còn như như vậy chết tấm, mà lại thiên hồng giới diệt phong, hoàn toàn chính xác liền muốn đến phiên thiên yêu giới đi kha lộng ảnh mang theo ba vị yêu tộc đại đế cùng hai cái kha gia trưởng lão hóa thành mấy đạo lưu quang hướng hắc vực bay đi rất nhanh biến mất ở phía xa hố trời phía dưới giang giật lại có chút đứng ngồi không yên bên ngoài thế cục như thế nghiêm trọng hắn lại chỉ có thể bị vây ở cái này cái gì cũng không làm được giống như trong hai tháng không cách nào đột phá không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí sợ là toàn bộ thiên hồng giới đều sẽ biến thành địa ngục tiếp xuống tựu đến phiên địa giới phong giới, lôi giới các loại chờ bảy cái tiểu thiên thế giới, còn có thiên yêu giới. Ngu xuẩn, cự thú nhìn thấy giang giật mặt mũi tràn đầy thất thần ngồi, lạnh giọng nói ra, người dạng này ngẩn người liền có thể cứu người muốn cứu người, người chỉ có nghĩ biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí, bản tọa mặc dù không thể giúp người xuất thủ đối phó người địch nhân. Nhưng chỉ cần người phá hỗn độn chi khí, ta có thể truyền thụ cho người một loại thần thông, để người chiến lược tiêu thăng. Thần thông, giang giật đôi mắt sáng lên, trong tiên vực tiên thú truyền thụ cho thần thông, thật là khủng bố cỡ nào như vậy cũng tốt so sánh với giới thần thông, tùy ý một cái thần thông truyền thụ cho thiên tinh giới phạm nhân, cũng có thể làm cho thiên tinh giới phạm nhân chiến lược tăng vọt. Tốt, Giang giật vuốt vuốt mặt, ép buộc chính mình quên chuyện bên ngoài, hắn trầm tư một lát nói ra, đúng rồi, đại nhân, vừa rồi mới hỏi một vấn đề, ta có thể tiếp tục hỏi đi. Cự thú nhẹ gật đầu, Giang giật trầm ngâm thật lâu hỏi, tiên vực có thể hay không quản chúng ta thế giới này sự tình. Vấn đề này bên trong cũng bao hàm rất nhiều vấn đề, bất quá cự thú lại lắc đầu nói ra, vấn đề này không thể trả lời ngươi, thay cái vấn đề đi. Cự thú trước đó nói qua có một số việc không thể lộ ra, chọn cự tuyệt trả lời, giang giật cũng không có cách. Chỉ có thể đổi cái vấn đề hỏi, trong truyền thuyết tiên vực bên trong có 72 tiên ban, một vạn lẻ tám ngàn chân tiên, thế nhưng là thật sao? Vấn đề này cũng không thể trả lời ngươi, tiên vực bên trong bất kỳ tình huống gì, ngươi vẫn là đừng đánh nghe, nghe ngóng cũng sẽ không nói cho ngươi, Tiên vực sự tình không thể đánh nghe, Giang giật còn hỏi cái giám A, à, hồng mông thế giới sự tình hắn rõ như lòng bàn tay, hắn không phải liền là nghĩ đến biết một chút tiên vực sự tình sao. Giang giật nghĩ nghĩ, vẫn hỏi một vấn đề tiên vực phải chăng có hỗn độn chi khí. Lần này cự thú nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, Giang giật hỏi lần nữa, kia vì sao không đem ngươi vây ở tiên vực hỗn độn chi khí bên trong, mà là vây ở chúng ta cái này đâu. Ngươi không phải nói bản tỏa chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu sao cự thú liếc xéo giang giật một chút dừng một hồi mở miệng nói bất quá vấn đề này bản tọa có thể trả lời ngươi bản tọa xúc phạm thiên quy sở dĩ không có tư cách ở tại tiên vực bị phạt hạ giới vây ở cái này hỗn độn trong lao ngục hoặc là ở chỗ này lấy trăm vạn năm hoặc là tự nghĩ biện pháp ra mở ra tiên vực chi môn một lần nữa trở lại tiên vực a à nha giang giật bừng tỉnh đại ngộ cự thú phạm tội tiên vực đại lão đem nó khu trục hạ giới để nó tự nghĩ biện pháp trở về xem ra coi như cửa thú phá vỡ hỗn độn lao ngục, cũng không có cách nào mở ra tiên vực chi môn A, à, khó trách muốn chính mình dẫn nó đi tiên vực. Tiên vực sự tình không có cách nào hỏi ra, Giang giật cũng lười hỏi. Về sau có thời gian sẽ chậm chậm hỏi đi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem hỗn độn chi khí cho hấp thu lại nói. Cái này hỗn độn chi khí bên trong ẩn chứa lấy kim mộc vì hỏa thổ năm loại thiên địa bản nguyên, vậy cái này hỗn độn chi khí rất có thể cùng thiên địa bản nguyên có quan hệ. Cửa thú để hắn vào đây hấp thu hỗn độn chi khí, cũng là coi trọng hắn có thể hấp thu thiên địa bản nguyên bản sự hỗn độn chi khí đến cùng cùng thiên địa bản nguyên có liên quan gì giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cầm trong tay thần thụ diệp toàn tâm đi cảm ứng thiên địa này bản nguyên cảm ứng mấy canh giờ hắn lại phóng thích các loại thiên địa bản nguyên xem cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc sẽ phát sinh chuyện gì không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh giang giật lặp đi lặp lại thử tất cả thiên địa bản nguyên cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc đều không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hỏa chi nguyên thiêu đốt hỗn độn chi khí, phong chi nguyên công kích đều không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Cái này hỗn độn chi khí tựa như trên thế giới nhất cường đại vật thể, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Giang giật trong đầu đột nhiên tuôn ra một cái rất lớn mật suy nghĩ, thiên địa bản nguyên kia là thế giới này nhất năng lượng cường đại, liền hỏa chi nguyên băng chi nguyên phong chi nguyên đều không thể hao tổn hỗn độn chi khí, đây không phải là đại biểu hỗn độn chi khí so với những thiên địa này bản nguyên càng cường đại. Hỗn độn chi khí bên trong có thiên địa năm loại bản nguyên, chẳng lẽ cái này năm loại bản nguyên đều là hỗn độn chi khí thai nghén mà ra? Nói một cách khác nếu như ta có thể đem tiếng sấm kim, lôi sinh thổ, lôi sinh hỏa, lôi sinh mộc, lôi sinh thủy năm loại áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, liền có khả năng đem cái này hỗn độn chi khí cho hấp thu. Giang giật đã từng đem lôi sinh thủy lôi sinh thổ áo nghĩa dung hợp mà thành, xuất hiện lôi sinh phong áo nghĩa, đằng sau đem lôi sinh mộc lôi sinh hỏa áo nghĩa dung hợp, lại xuất hiện lôi sinh độc áo nghĩa. Trên lý luận là có thể được, mặc kệ, thử trước một chút nhìn xem có thể hay không đem năm loại áo nghĩa dung hợp đi. Giang giật thật vất vả tìm được một cái phương hướng, cũng mặc kệ cái khác, đâm thẳng đầu vào, xem trước một chút có thể hay không đem năm loại áo nghĩa dung hợp lại nói, ngược lại dung hợp tổng không phải chuyện xấu. Trường 2068, không có vấn đề. Kha lộng ảnh cùng thiên phượng đại đế bọn người về tới cửu Dương Thành, ba vị yêu tộc đại đế ra khỏi thành bên trong lập tức để thành nội quân sĩ gia tộc sĩ khí đại chấn nhiều ba cái phong đế cấp mặc dù là yêu tộc nhưng yêu tộc cùng nhân tộc là cùng một cái chiến tuyến đối với bên này quân tâm ảnh hưởng tự nhiên lớn đương nhiên cũng có gia tộc âm thầm nghi kỵ bởi vì thiên phượng đại đế là giang giật người cái này cùng trước đó lời đồn đối mặt lân hậu cùng ngụy bình bình chuẩn bị tôn giang giật làm chủ khắc lập thiên đế bất quá bán quái sơn người một lời không hợp lập tức tiến đánh thiên hồng giới đã để thiên hồng giới vạn tộc triệt để buồn lòng. Minh tộc đã xuất binh, bán quái sơn người lại muốn công phá thiên hồng giới sau cùng bình chướng, người này không có vấn đề, ai cũng sẽ không tin tưởng. Cửu dương thiên đế đi cửu dương thành về sau, lập tức hạ một cái mệnh lệnh, để hỏa hồ đại đế trở về thiên yêu giới, đem yêu tộc quân đội toàn bộ mang ra. Hỏa hồ đại đế có chút trần chờ, dù sao cái này yêu tộc đại quân mang ra, rất có thể hội toàn quân bị diệt. Nhưng không mang ra tới, thiên hồng giới hủy diệt, thiên yêu giới sớm muộn sẽ bị phát hiện. Ba vị yêu tộc đại đế thương nghị một phen, cuối cùng thiên phượng đại đế hạ lệnh, để hỏa hồ đại đế trở về mang binh. Thiên phượng đại đế theo giang giật một đoạn thời gian, đối với hắn có loại không hiểu tín nhiệm cảm giác, tại tăng thêm cửu dương thiên đế đây chính là lịch đại tối cường đại đế, giống như lần này không thể thắng minh tộc, yêu tộc cũng vô lực kháng cự minh tộc. Sớm muộn đều là chết, vậy không bằng liều một trận, chỉ ít tụ tập tất cả lực lượng, bên này còn có một chút hy vọng sống. Cửu dương thiên đế ra, Ngụy Thiên Vương Lân sau bọn người tựa như tìm được chủ tâm cốt, mọi chuyện đều giao cho Cửu Dương Thiên Đế, mọi thứ tôn hắn ra lệnh làm việc. Cửu Dương Thiên Đế hiểu rõ một chút tình huống, cũng không có quá nhiều cử động, chỉ là để Lân Hầu tiếp tục điều động đám bộ đội nhỏ ra ngoài, quấy nhiễu ngăn cản bán quái sơn người quân đội công kích Thiên Hồng Giới, đồng thời phân tán lời đồn. Hai ngày sau đó, Cửu Dương Thiên Đế làm một cái phi thường mạo hiểm quyết định, hắn lại để cho cùng Thiên Phượng Đại Đế tự mình ra ngoài Thiên Hồng Giới ngoại, dò xét tình huống. Cái này nhưng làm lân hậu ngụy thiên vương bọn người hù dọa, thật vất vả tìm tới một cái chủ tâm cốt. Cửu dương thiên đế một màn này đi vạn nhất tao ngộ minh đế đâu cửu dương thiên đế nhưng không có năm đó chiến lực, chỉ còn tàn hồn trạng thái, giống như hồn phi phách tán nhân tộc còn có thể dựa vào ai. Giang giật thời gian ngắn không thể đi ra, cái này thời gian ngắn là bao lâu một tháng, hai tháng vẫn là nửa năm đâu cửu dương thiên đế hoàn toàn chết đi, ai còn có thể cứu vớt nhân tộc. Mời thiên đế nghĩ lại, thiên đế, giống như ngài nhất định muốn xuất chiến xin mang lấy chúng ta đi ra chiến cùng lắm thì đánh nhau chết sống ngụy thiên vương lân sau bọn người trùng điệp quỳ xuống khẩn cầu thiên đế thận trọng làm việc cửu dương thiên đế hiện ra thân ảnh bình tĩnh nói ra các ngươi quá coi thường bản đế coi như bản đế là tàn hồn trạng thái nhưng tự vệ thủ đoạn vẫn có một ít coi như minh đế đích thân đến cũng không để lại ta ta đây chỉ là ra ngoài dò xét một chút tình huống cái này lân hậu cùng ngụy thiên vương không biết trả lời thế nào dù sao giống như hai người nói thêm nữa, tự đại biểu không tin tưởng cửu dương thiên đế năng lực. Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, phượng tự đi. Cửu dương thiên đế thân thể ẩn vào thiên phong đại đế trong thân thể, thiên phượng đại đế bay ra khỏi thành lâu đài, trở ra mặt một cái lâu đài nhỏ, thông qua bí mật truyền tống trận truyền tống đi phía ngoài bí cảnh bên trong. Ông, thiên phượng đại đế truyền tống đến một cái bí cảnh bên trong, bí cảnh rất nhỏ cái truyền tống trận này cũng phi thường ẩn nấp, căn bản không có cấm chế ba động. Cửu Dương Thiên Đế dò xét một trận truyền âm ra nói, phụ cận rất an toàn, đi. Cửu Dương Thiên Đế thần thức cường đại, Thiên Phượng Đại Đế hoàn toàn tín nhiệm hắn, không có chút gì do dự về phía tây bên cạnh bay đi. Trên đường đi Cửu Dương Thiên Đế nhô ra thần thức bốn phía dò xét, Thiên Phượng Đại Đế chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc là đủ. Cái này bí cảnh ngay tại Thiên Hồng giới biên giới Tây Nam, khoảng cách bán quái sơn người đại quân cũng không xa. Trên đường đi còn có thể gặp thường đến lân hậu phái ra quân đội, Bất quá đều bị Cửu Dương Thiên Đế sớm dò xét đến tránh đi. Gần nửa ngày sau, Thiên Phượng Đại Đế đã tới Bán Quái Sơn người quân đội chỗ bí cảnh phụ cận. Bán Quái Sơn người đem quân đội chú đóng ở phụ cận ba cái bí cảnh bên trong, thay nhau xuất chiến công kích Thiên Hồng Giới. Thiên Đế, còn phải lại tới gần sao? Thiên Phượng Đại Đế có chút nội tâm bồn chồn, dù sao Minh Đế có thể chính ở đằng kia, Cửu Dương Thiên Đế lại phi thường bá khí nói ra, trực tiếp tới gần bọn hắn đại quân. A, à, Thiên Phượng Đại Đế đầy mắt kinh ngạc cũng không dám ngỗ nghịch Cửu Dương Thiên Đế mệnh lệnh, nơm nớp lo sợ hướng bên kia bay đi. Rất nhanh, Thiên Phượng Đại Đế đều có thể dò xét đến bên kia đại quân ngoại vi trinh sát, Cửu Dương Thiên Đế vẫn còn không có để hắn dừng lại ý tứ. Địch tập, trinh sát phát ra cảnh báo, nơi xa vô số đại quân động, hướng bên này nhanh chóng vây quanh, Cửu Dương Thiên Đế truyền âm cũng đến, dừng lại, gọi hàng, để bán quái sơn người ra gặp một lần, nói người muốn đại biểu yêu tộc cùng bọn hắn đàm phán. Gọi hàng thiên phượng đại đế càng căng thẳng hơn cắn răng trầm hống ta là yêu tộc đại đế phượng tự mời bán quái sơn người ra gặp một lần bản đế đại biểu yêu tộc đến đây đàm phán mấy vạn đại quân gào thét mà đến tương thiên phượng đại đế xa xa vây quanh bên trong còn có không ít phong vương cấp cửu dương thiên đế thần thức quét qua có chút kinh ngạc nói những ngày quân đội lại là hoàn hảo không chút tổn hại cũng một bị ma hóa cùng khống chế a à. À, thiên phượng đại đế cũng rất là kinh ngạc chẳng lẽ bán quái sơn người thật không có vấn đề cửu dương thiên đế tiếng cười lạnh rất nhanh vang lên, hắn có vấn đề hay không, tự nhìn hắn phải trang dám ra đây. Vù vù, không ngừng có đại quân bay tới, rất nhanh một đạo khí thức cường đại từ đằng xa truyền đến, thiên phượng đại đế đảo qua đi đôi mắt lập tức lạnh lẽo, thở nhẹ nói cuồng đế tới, thiên đế, cuồng đế có vấn đề hay không? a à, cửu dương thiên đế truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, hắn dò xét kết quả để thiên phượng đại đế xem không hiểu, cuồng đế cũng không thành vấn đề, cũng không có bị khống chế, mà lại linh hồn phi thường hoàn chỉnh, không giống trở thành hồn nô dáng vẻ. Chẳng lẽ suy đoán sai lầm bán quái sơn người bọn người không có vấn đề? Thiên Phượng Đại Đế thì thào, ngay sau đó càng xa xôi một đạo khí thức cường đại truyền đến, Thiên Phượng Đại Đế thần thức đảo qua đi, lập tức quát khẽ nói tới, bán quái sơn người đến, thiên đế. Bán quái sơn người lại dám ra, hưu, nơi xa một cái dầu bạc trắng bồng bình, khí chất phiêu nhiên lão giả dẫn một đám người nhanh chóng bay tới. Cuồng đế có chút hám lại tốc độ đi theo bán quái sơn thân người về sau, thần thức một mực khóa chặt bên này thiên phượng đại đế, mặt mũi tràn đầy địch ý. Nho đế cùng hà vũ cũng không có tới, hẳn là triệu tập quân đội đi tiến đánh thiên hồng giới. Bên này quân đội cũng không nhiều, giờ phút này chỉ là tụ tập hơn 30 vạt, ngụy đế cấp có hơn 10, đao nô đao nộ đao lãnh công dương tộc trưởng bọn người ngay tại trong đó. Ách, cửu dương thiên đế vang lên lần nữa một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, triệt để đem thiên phượng đại đế cho chấn mộng, Cửu Dương Thiên Đế nghi ngờ truyền âm nói, bán quái sơn người cũng không thành vấn đề a, à, hắn không phải minh đế, trên thân không có nửa điểm minh khí. Chẳng lẽ, ta cùng Giang Giật đều suy tính sai lầm, chương 2069, Chu Sát Ma Tinh. Nửa quẻ tộc đã từng là nổi danh thần côn, dùng nhìn hết tầm mắt thiên cơ mị hoặc thế nhân. Linh tiên nhất tộc thì là trời sinh tính ngoan độc, liền tổ tông thi thể đều có thể luyện hóa người còn có nhân tính có thể nói mị tâm tộc đồng dạng dựa bọn hắn nhất tộc mị giáp tâm hố qua rất nhiều đại gia tộc tiểu thư công tử. Cái này tam tộc năm đó bị cửu dương thiên đế chèn ép, kém chút bị diệt tộc, cửu dương thiên đế đối với tam tộc cam thù đến tận xương tủy giao trách nhiệm tam tộc không phải bước vào nhân tộc giới diện, nếu không đem đối tam tộc triệt để chèn ép. Tam tộc một mực không có hiện thế, thẳng đến gần nhất tam tộc mới ra ngoài, tam tộc bản tính cũng không có thay đổi, theo Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế sở tác sở vi đó có thể thấy được một vài vấn đề, bán quái sơn người còn tại giả thần giả quỷ, đem thế nhân mê hoặc xoay quanh. Sở dĩ cửu dương thiên đế rất sớm đã liệu định bán quái sơn người có vấn đề, đằng sau bán quái sơn người một mực không dám cùng giang giật đối mặt, để cửu dương thiên đế càng thêm hoài nghi. Tăng thêm lần này bán quái sơn người đi một lần thiên cô giới tự chém giết ba cái phong vương cấp, còn có tiến đánh thiên hồng giới các loại quái dị cử động, đừng nói cửu dương thiên đế coi như thiên hồng giới vạn tộc đều kết luận hắn có vấn đề kết quả cửu dương thiên đế tự mình dò xét mười phần xác định bán quái sơn người không phải minh đế thậm chí trên thân đều không có nửa điểm minh khí linh hồn mười phần hoàn chỉnh không giống như là dâng ra hồn trùng trở thành khác đừng nhân hồn nô dáng vẻ lần này tự liền cửu dương thiên đế đều có chút mộng chân tướng sự tình để hắn đều nhìn không thấu hắn cũng phi thường mê hoặc đã bán quái sơn người không có vấn đề kia vì sao hắn muốn tiến đánh thiên hồng giới hắn không biết tổ chim bị phá không chứng lành sao thiên hồng giới xong, bọn hắn nửa quẻ tộc còn có thể tồn tại. Hưu, bán quái sơn người mang theo cuồng đế đao nô bọn người bay tới, ánh mắt tại thiên phượng đại đế trên thân đảo qua, hắn lạnh giọng nói ra, người gọi phượng tự đúng không người muốn đại biểu yêu tộc đàm phán nếu như ta. Nhớ không lầm, người hẳn là giang giật linh thú, người có tư cách gì đại biểu yêu tộc ngươi đây là tới điều tra quân tình A. Cửu dương thiên đế ẩn núp rất sâu, bán quái sơn người cùng cuồng đế căn bản dò xét không đến. Cửu dương thiên đế đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau cũng tỉnh ngộ lại, truyền âm nói, người nói giang giật bị nhốt rồi, người là thân tự do, linh hồn của người ta đã vận dụng thần thông bang người che giấu, hắn dò xét không ra được. Có cửu dương thiên đế câu nói này, thiên phượng đại đế lực lượng tăng nhiều, hắn ngạo nghế nói ra, giang giật hiện đã tự thân khó đảm bảo, bản đế đã sớm không phải hắn linh thú, người có thể dò xét bản đế linh hồn, nhìn xem phải chăng không trọn vẹn giang giật tự thân khó đảm bảo bán quái sơn người cùng cuồng đế đao nô bọn người rất là kinh ngạc mấy đạo cường đại thần thức quét tới dò xét thiên phượng đại đế linh hồn thiên phượng đại đế cũng không có ngăn cản mặc cho bọn hắn dò xét có cửu dương thiên đế hỗ trợ thiên phượng đại đế linh hồn không có nửa điểm vấn đề bán quái sơn người bọn người càng thêm kinh ngạc bán quái sơn người là mọi người người dẫn đầu cuồng đế bọn người không dám trực tiếp chen vào nói bán quái sơn người trầm ngâm một lát con ngươi hàn quang lập lè hỏi, giang giật tự thân khó đảm bảo hắn đã xảy ra chuyện gì còn có. Đã hắn tự thân khó đảm bảo, ngươi vì sao không có bị vây khốn ngươi là hắn linh thú, làm sao khôi phục thân tự do. Hừ hừ, thiên phượng đại đế dựa theo cửu dương thiên đế truyền âm hừ lạnh hai tiếng, nói, giang giật không biết lượng sức, chính mình dưới hố trời muốn chết, bị đáy hố trời cự thú khốn trụ, cả một đời đều đi ra. Kia cự thú là chúng ta yêu tộc nhất mạch, đem bản đế hồn trùng trả lại, Giang giật loại này cặn bã người chết không có gì đáng tiếc, năm đó hại bản đế là đạt được báo ứng. Đáy hố trời cự thú, bán quái sơn người bọn người biết rõ việc này, biết rõ cái kia cự thú kinh khủng, thiên phượng đại đế hết thảy nói đến hợp tình hợp lý, bất quá mấy người lại không thế nào tin tưởng. Dù sao thiên phượng đại đế năm đó là giang giật chó săn, bọn hắn cảm giác giang giật người này không phải dễ dàng như vậy bị nhốt, vị kia thế nhưng là đánh không chết tiểu cường A, thủ đoạn ngàn vạn, còn có cửu dương thiên đế si hồng tàn hồn hỗ trợ bên này nhiều lần lừa giết cũng không giết được hắn, lần trước dưới hố trời, cự thú đều dẫn động, cuối cùng cũng không giết chết giang giật. Bán quái sơn người trầm mặc xuống, đợi chừng thời gian một nén nhang, hắn mới mở miệng nói ra, phượng tự, người muốn làm sao đàm phán người muốn cùng liên minh chúng ta. Liên minh không phải là không thể được, thiên phượng đại đế đã sớm nhận được cửu dương thiên đế truyền âm, hắn lập tức nói ra, bất quá muốn liên minh trước đó, bản đế muốn làm rõ ràng một chút tình huống, tỉ như, các ngươi vì sao muốn tiến đánh thiên hồng dưới đây là các ngươi nhân tộc sau cùng bình chướng minh tộc đại quân sắp đến các ngươi đem bình phong này công phá đây không phải là tự đoạn đường lui trợ giúp minh tộc sao bản đế làm sao biết các ngươi có phải hay không cùng minh tộc một đường thiên phượng đại đế vấn đề này phi thường sắc bén đương nhiên đây cũng là cửu dương thiên đế cùng thiên phượng đại đế muốn biết nguyên nhân dù sao bán quái sơn người cũng không có bị minh đế khống chế hành vi của hắn tựu đặc biệt quái dị trên thực tế vấn đề này không chỉ có là cửu dương thiên đế hai người muốn biết giữa sân rất nhiều quân sĩ đều ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt hiển nhiên bọn hắn đều rất là không hiểu rất là mê mang ha 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 bán quái sơn người cười ha hả ánh mắt liếc nhìn toàn bộ quân sĩ một vòng dùng phi thường xác định khẩu khí nói ra chúng ta cùng minh tộc là một đường ngươi hỏi một chút ở đây sở hữu quân sĩ chúng ta phải chăng cùng minh tộc là một đường chúng ta tại minh giới phấn chiến thời điểm lân hoàng ngụy hoàng giang giật bọn hắn đang làm gì chúng ta bị minh tộc truy sát thời điểm lân hoàng các nàng là làm sao làm các nàng đem chúng ta đường lui cho đoạn mất đem toàn bộ nhân tộc cùng quân đội rút lui bọn chúng đem sở hữu truyền thống thần trận cho hủy đi để chúng ta không thể không theo thiên cô giới bay đi thiên tượng giới để chúng ta rất nhiều quân sĩ đồng bào vô tình bị minh tộc giết chết chúng ta truyền thống về thiên cương giới yêu cầu lân hoàng gặp mặt nói chuyện các nàng lại là làm sao làm nó nghĩ dụ khiến cho chúng ta đi vào chu sát chúng ta muốn nói cùng minh tộc cấu kết đây không phải là chúng ta không phải cái này mấy ngàn vạn quân sĩ mà là lân hoàng cùng giang giật thiên đế thượng vị giang giật tâm không chết đã cùng minh đế đạt thành hiệp nghị muốn chia đều thiên hạ bằng không hắn một người làm sao có thể huyết tẩy thiên tề giới thiên tiên giới còn có thiên đế tự mình truyền lời cho chúng ta nói cẩn thận giang giật lời này cuồng hoàng nho hoàng hạ thượng tướng quân đều nghe được xin hỏi cái này lại giải thích như thế nào chúng ta mấy ngàn vạn quân đội vì nghĩ cách cứu viện thiên đế vì nhân tộc đại nghiệp ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, lân hoàng cùng giang giật là thế nào làm chúng ta thiên tân vạn khổ theo minh tộc trong đại quân xông ra vòng vây giết trở lại đến, lại ngay cả ra đều không về được, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ. Minh tộc đại quân sẽ đánh tới, minh đế tự mình dẫn đại quân, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi. Mà tình giang giật cùng lân hoàng lại cấu kết minh tộc muốn đem nhân tộc triệt để chôn vùi. Chúng ta làm như thế nào chỉ có công kích thiên hồng giới, chu sát ma tinh cùng lân hoàng, lại liên hợp nhân tộc sở hữu chiến sĩ cùng minh tộc quyết nhất tử chiến. Tiến đánh thiên hồng giới, cũng là vì tình lại sở hữu chính nghĩa nhân tộc bị che đậy tâm, trừ cái đó ra. Người nói cho chúng ta biết, chúng ta còn có thể làm sao còn có thể làm sao. Bán quái sơn thanh âm của người rất có phủ lên lực, ngôn ngữ cũng phi thường có mê hoặc tính, nói cuồng đế đao nô bọn người mặt mũi tràn đầy bi phẫn, cuồng đế rốt cuộc nhịn không được giống giận, chu sát ma tinh, cùng minh tộc quyết nhất tử chiến. Chu sát ma tinh, cùng minh tộc quyết nhất tử chiến. Mấy chục vạn đại quân trên thân đằng đằng sát khí, bi phẫn giống giận, tiếng giống truyền khắp khắp nơi, thật lâu không ngừng. Trường 2070, lần nữa liên minh. Không thể không nói bán quái sơn người là một cái phi thường ưu tú diễn thuyết ra, tình cảm giạt rào, có lý có cứ, không thời cơ đến một đôi lời phiến tình, dẫn phát trong mọi người tâm đồng cửu địch cam thủ chi tâm, điều động sở hữu quân sĩ nội tâm oán khí cùng oán giận. Cửu Dương Thiên Đế cùng Thiên Phượng Đại Đế lại biết bán quái sơn người hoàn toàn là nói hưu nói vượt, không có một câu là thật, hai người tại thời khắc này ngược lại là có chút minh bạch bán quái sơn người vì gì muốn tiến đánh thiên hồng giới. Bởi vì, Thanh Đế xem ra là thật không ra được, bán quái sơn người sợ hãi giang giật, sợ giang giật tìm hắn thanh toán, sở dĩ không tiếc cùng thiên hồng giới vạn tộc đồng quy vô tận. Hắn kỳ thật chân chính dụng ý là muốn ép giang giật ra cùng hắn đàm phán, hắn dùng mấy ngàn vạn quân đội sinh tử, dùng thiên hồng giới vạn tộc ức vạn vạn con dân sinh tử bức bách giang giật lập xuống hiệp ước cầu hòa cam đoan không tìm bọn hắn tam tộc phiền phức tự tư là nhân tộc thiên tính mạng của mình không gánh nổi chính mình tộc nhân mệnh không gánh nổi bán quái sơn người quản nhân tộc đi chết dù sao đều là chết hắn như thế nào lại để ý nhân tộc tồn vong giang giật một ngày không trước mặt mọi người lập xuống minh ước hắn tự tiến đánh thiên hồng giới một ngày ngọc thạch câu phần đương nhiên đây đều là cửu dương thiên đế cùng thiên phượng đại đế suy đoán cụ thể bán quái sơn người nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không phải là mười phần xác định. Cửu dương thiên đế trầm ngâm một lát, để thiên phượng đại đế mở miệng nói, bán quái sơn người, để bọn hắn đều thối lui đi, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Bán quái sơn người trần chờ một lát, phi thường quả quyết phất phất tay, đại quân lập tức tán đi, cuồng đế mấy người cũng lui về phía sau vạn lý, thần thức không có thăm dò qua đến, biểu thị tôn trọng. Bán quái sơn người toàn bộ người thối lui về sau, lúc này mới lên tiếng nói, thiên phượng đại đế, người có lời gì có thể nói thẳng, không có người ngoài. Thiên phượng đại đế nói lời, kỳ thật đều là giúp cửu dương thiên đế chuyển đạt, thiên phượng đại đế nói ra, giang giật bị vây chết, cái này đều ra. Sở dĩ chu sát giang giật đã không có bất cứ ý nghĩa gì, người cùng giang giật ân oán chúng ta cũng mặc kệ, nhân tộc đều như vậy, liền không có tất yếu tự giết lẫn nhau đi ta đi điều giải thoáng cái. Để lân hoàng thả các ngươi đi vào, đại gia dắt tay cùng chung cửa ải khó khăn như thế nào đã bán quái sơn người không có vấn đề, những này nhân tộc quân đội đều không có vấn đề, kia tự giết lẫn nhau hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng đoàn kết lại cộng đồng ngăn địch tốt, tam tộc sự tình cửu dương thiên đế có thể không truy cứu, chỉ cần xác định một lòng vì nhân tộc, không có bị minh tộc khống chế, còn lại đều tốt nói. Bán quái sơn người đem tin đem nghi, hỏi một tiếng, giang giật thật bị nhốt rồi đời này không ra được. Cái này còn có thể là giả, Thiên Phượng Đại Đế chừng mắt nói, người biết bản đế đã từng bị hắn ám toán, biến thành hắn linh thú, đều khôi phục thân tự do, cái này có thể là giả sao lại nói? Giang Giật như vẫn còn, đến phiên bản đế cùng ngươi ra đàm phán dùng tính cách của hắn đã sớm giết ra tới a. À. Bán Quái Sơn người trần chờ, một hồi lâu sau mới nói ra, chúng ta đi vào, lân hoàng bọn người sẽ không bố cục lừa giết chúng ta a. À. Lừa giết các người có ý nghĩa gì? Thiên Phượng Đại Đế lạnh giọng nói ra, nhân tộc đều như vậy giống như còn lừa giết các ngươi, tất cả mọi người cùng chết. Các ngươi nhân tộc chính là như vậy, thích nội đấu, giống như các ngươi nhân tộc không đoàn kết, chúng ta yêu tộc quân đội cũng không cần ra, dù sao ra cũng là chết, không bằng chờ các ngươi trước diệt vong, chúng ta lại sống thêm mấy năm. Bán quái sơn người dừng một chút, cắn răng nói ra, cái này, ta cần cùng đại gia thương nghị một phen, mà lại chúng ta cần nhìn thấy lân hoàng thành ý. Mặt khác, nhân tộc liên minh nhất định phải toàn bộ nghe ta, nếu không ta tình nguyện ngọc thạch câu phần. Được, ta cái này trở về chuyển đạt, các ngươi trước ngừng công kích Thiên Hồng giới. Thiên Phượng Đại đế nhẹ gật đầu hướng đường cũ trở về, bán quái sơn người cũng không có bất kỳ cái gì cử động, Thiên Phượng Đại đế nhẹ nhóm theo thì ra là trong truyền tống trận về tới Cửu Dương thành. Thiên đế đâu? Các loại chờ Thiên Phượng Đại đế về tới tòa thành bên trong, Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi bọn người lập tức đi đến, chờ Cửu Dương Thiên đế ngưng kết xuất thân ảnh tất cả mọi người thở dài một hơi. Tại Thiên Phượng Đại đế tướng ở bên ngoài mặt dò xét tin tức hồi báo về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tất cả mọi người sẽ không chất vấn cửu dương thiên đế phán đoán, kia bán quái sơn người liền không có vấn đề, kia mấy ngàn vạn quân đội cũng không thành vấn đề. Đã không có vấn đề, kia bán quái sơn người vì gì muốn chém giết ba cái kia phong vương cấp phía sau quái gì cử động lại thế nào giải thích. Thiên phượng đại đế đem cửu dương thiên đế suy đoán nói ra, nói bán quái sơn người e ngại giang giật trả thù, lời giải thích này mặc dù miễn cưỡng tính hợp lý, nhưng vẫn là không thể hoàn mỹ giải thích vấn đề. Bất quá, chỉ cần kết luận bán quái sơn người cuồng đế cùng kia mấy ngàn vạn quân đội đều không phải là bị minh tộc khống chế hết thảy tự cũng không có vấn đề gì còn lại vấn đề đều là vấn đề nhỏ trên bản chất là nhân tộc như vậy hết thảy đều có thể nói có thể nhượng bộ bán quái sơn người kiêng kỵ chính là giang giật mà bên này kiêng kỵ chính là bán quái sơn người bị minh tộc khống chế hay là minh đế phân thân giang giật bị vây chết bán quái sơn người sẽ không kiêng kỵ bên này cũng đều không thành vấn đề Tự nhiên hẳn là liên hợp lại cùng một chỗ đối chiến minh tộc. Báo, bên ngoài truyền đến tiếng truyền báo, Ngụy Thiên Vương đi ra một chuyến trở về gật đầu nói ra, Thiên Hồng giới ngoại mặt quân đội ngừng công kích, trinh sát hồi báo, toàn bộ đại quân triệt hồi bí cảnh chỉnh đốn. Thiên đế, kia, Lân Hậu cắn răng lại định quyết tâm, chắp tay nói, nếu không mở ra truyền tống trận, thả bọn họ vào đây, cái này thống soái chi vị liền để cho hắn. Ngài âm thầm giám thị, chỉ cần là đối nhân tộc hữu ích sự tình, ngược lại là không quan trọng. Giống như thật sự là hắn có dị tâm, ngài lại xuất hiện ra bản tôn, chúng ta liên thủ giết hắn. Không vội, Cửu Dương Thiên Đế lắc đầu nói ra, đợi yêu tộc quân đội tới lại nói, bên này phải có tuyệt đối lực khống chế. Ta tồn tại sự tình nhất định muốn giữ bí mật, chỉ cần ta trong bóng tối giám sát, Bán Quái Sơn người ngược lại là không bay ra khỏi trò gian gì, đến lúc đó cho bọn hắn vào đây cũng không sao. Mọi người nhẹ gật đầu, Bán Quái Sơn người không biết Cửu Dương Thiên Đế tồn tại, chỉ cần Cửu Dương Thiên Đế hiện ra bản tôn cuồng đế bọn người cùng sở hữu quân đội đều không loạn lên nổi, dù sao cửu dương thiên đế uy vọng quá cao, chỉ cần quân đội không bị minh tộc khống chế, vậy liền không ra được đại sự. Đợi một ngày đi, cửu dương thiên đế nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, hắn mở miệng nói, một ngày sau đó, phượng tự, lân nhà đầu các người cùng đi ra, ta cũng lại đi ra tìm tòi, triệt để dò xét một phen. Cái này bán quái sơn người mặc dù thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tốt, Lân Hậu nhẹ gật đầu, nàng tự mình ra ngoài, giống như bán quái sơn người có vấn đề khẳng định sẽ động thủ đem nàng chém giết, dù sao nàng là bên này chủ soái. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương hạng khôi liếc nhau, nhìn cục diện phi thường tốt, nhưng trong ba người tâm luôn luôn có chút cảm giác không thoải mái, nhưng cụ thể vấn đề ở chỗ nào lại không nói ra được. Có lẽ là bán quái sơn người cho người ta cảm giác quá âm, hay là chuyện lần này phát triển quá mức thuận lợi, đều khiến người có một loại cảm giác không chân thật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Minh Đế còn không có hiện ra bản tôn, mọi người luôn cảm giác Minh Đế ở sau lưng thao túng hết thảy, sở hữu cục diện đều tại Minh Đế trong lòng bàn tay. chương 2071, tin giữ, thiên yêu giới rời đi thiên hồng giới không xa, bất quá hỏa hồ đại đế muốn đi điều binh, cần một chút thời gian. Dù sao thiên yêu giới các tộc quân đội đều là phân tán tại bốn vực, muốn tụ tập đi hang không đáy đều cần một chút thời gian. Một ngày sau đó, thiên phượng đại đế cùng lân hậu truyền tống ra ngoài, cửu dương thiên đế tiềm phục tại thiên phượng đại đế trong thân thể, có cửu dương thiên đế tại lân hậu phi thường an tâm. Hai người bay thẳng đi đại quân đóng dư bí cảnh bên ngoài, để trinh sát đưa tin đi vào, mời bán quái sơn người ra gặp mặt nói chuyện. Lân hậu có thể ra, đây là biểu lộ thành ý của nàng, cũng vì chứng minh bán quái sơn người xác thực không có vấn đề. Nếu có vấn đề, bán quái sơn người tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ chém giết lân hậu. Chỉ là gần nửa canh giờ, bán quái sơn người tự ra, mà lại là một người tới, không có mang bất luận cái gì quân đội cùng cường giả, thành ý 10 phần. Lần hậu Thiên Phượng đại đế Cửu Dương Thiên Đế lần nữa dò xét một lần Bán Quái Sơn người, đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Nhất là Cửu Dương Thiên Đế linh hồn càng là quá mạnh, trên thế giới này hắn có thể nhìn nhầm sự tình cơ bản không có. Minh Đế năm đó thế nhưng là thủ hạ của hắn, hắn đối với Minh Đế quá quen thuộc, Minh Đế không có khả năng tiềm phục tại Bán Quái Sơn trên thân người hắn dò xét không đến bất luận cái gì dị dạng. Xác định không có vấn đề về sau lần hậu tư thái thoáng cái thấp rất nhiều, ngữ khí trở nên rất tốt. Cho thấy lầm tin lời đồn, trách lầm bán quái sơn người. Mời bán quái sơn người bất kể hiểm khích lúc trước, cộng đồng cự địch. Bán quái sơn người vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, hắn muốn cho nho đế tiến vào thiên hồng giới, muốn làm lấy vạn tộc mặt cộng đồng hòa giải. Rất rõ ràng, hắn hẳn là e ngại giang giật tiềm phục tại cửu Dương Thành, phái nho đế đi dò xét thôi. Lần hậu phi thường sảng khoái đồng ý, bán quái sơn người đem nhau đế gọi đến, đi theo lân hậu bọn người đi vào thiên hồng giới. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, thiên yêu giới bên kia hỏa hồ đại đế đã mang theo yêu tộc 100 triệu đại quân ra, trùng trùng điệp điệp chỉ lên trời hồng giới bên này bay tới, giống như lần này thật không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhân tộc yêu tộc đại quân nhẹ nhóm có thể chống cự minh tộc mấy tháng, chờ đợi giang giật ra. Lân hậu mang theo nho đế sau khi đi vào, lập tức triệu tập phản tộc, ngay trước vạn tộc mặt biểu thị trước đó cùng bán quái sơn người có chút hiểu lầm, giờ phút này đã hiểu rõ tinh tường, nhân tộc đem toàn bộ liên hợp cùng một chỗ cộng đồng kháng cự minh tộc. Tin tức truyền ra, vạn tộc tộc trưởng một mảnh xôn xao. Bất quá đã có thể hòa giải đối với nhân tộc luôn luôn chuyện tốt, tại những cái kia tiểu tộc trưởng xem ra, đây cũng là cao tầng ở giữa ân hoán, quyền lực chi tranh, sở dĩ song phương đều cố ý bôi đen đối phương. Giờ phút này minh tộc đại quân áp cảnh, có thể liên hợp cùng một chỗ cái này khiến vạn tộc ngược lại lòng tin càng đầy một chút. Nho đế rất hài lòng, tại cửu dương thành dò xét một phen, đồng thời thành công cùng một chút nội ứng có liên lạc, đạt được giang giật chưa bao giờ xuất hiện tin tức. Cuồng gia viêm ra các loại chờ, gia tộc một mực điều động rất nhiều trinh sát cùng nội ứng tìm hiểu tin tức, nhưng chưa bao giờ có từng thấy giang giật. Thiên phượng đại đế bọn người đi qua hố trời, kha lộng ảnh cũng đi qua hố trời, đây cũng là sự thật. Nho đế dứt khoát không trở về, ngay tại cửu dương thành tỏa chấn, đưa tin cho phía ngoài bán quái sơn người biểu thị hết thảy an toàn, có thể truyền tống vào tới. Yêu tộc đại quân đã ở nửa đường, cửu dương thiên đế hạ lệnh mở ra bộ phận truyền tống trận, để phía ngoài đại quân liên tục không ngừng truyền tống tới. Nhưng này ta quân đội cũng không có truyền tống đến cửu dương thành, mà là truyền tống đi cuồng đế thành. Dạng này là vì lý do an toàn, coi như nhóm này quân đội có vấn đề, cũng không trở thành lập tức xảy ra chuyện. Bán quái sơn người bảo thủ lý do không có lập tức truyền tống vào đến, mà là để hạ vũ mang theo đại quân đi đầu truyền tống vào đến khống chế cuồng đế thành, phái ra trinh sát dò xét tình huống tránh cho bị giang giật lừa giết. Nhiều như vậy quân đội muốn truyền tống, dù sao vẫn cần thời gian, lân hậu cũng không có điều động đại quân đi qua giám thị. Chỉ là phái ra một chút trinh sát dò xét tình báo, đồng thời tại tam thập lục thiên vương bên trong phái ra hai cái đi qua nghênh đón giản xếp, điều khiển vật chất. Quân đội liên tục không ngừng truyền tống vào đến, có hạ vũ tại quân đội không loạn lên nổi, riêng phần mình an trí. Hạ vũ đem cuồng đế thành phương viên ngàn vạn dặm toàn bộ giám thị, phụ cận thành chỉ còn điều binh tỏa chấn. Hết thảy nhìn đều rất bình thường, Phản hồi về tới tin tức không có bất cứ vấn đề gì. Ngụy Thiên Vương bọn người nội tâm treo lấy thạch đầu buông xuống một nửa, tại sao một ngày yêu tộc đại quân cũng bắt đầu truyền tống vào đến, được an trí tại Cửu Dương thành phủ cận Cửu Thiên thành. Tại yêu tộc nhóm đầu tiên cường giả Bạo Long Vương bọn người truyền tống vào đến về sau, Lân Hậu bọn người triệt để yên tâm. Có như thế thêm cường giả yêu tộc, nhân tộc bên này lực lượng tăng nhiều, coi như bán quái sơn người bên kia bạo loạn, bên này cũng có thể nhẹ nhõm chân áp, lại nói không phải còn có cửu dương thiên đế có đây không? Thiên đế bản tôn vừa hiện, toàn bộ quân đội đều có thể chấn áp, sở hữu cường giả cũng không dám làm loạn, dù sao đây chính là cửu dương thiên đế. Ba ngày sau, yêu tộc đại quân toàn bộ truyền tống vào tới, dòng giã 100 triệu đại quân, thiên yêu giới cường giả đều bị điều tập. Bất quá, y phiêu phiêu bọn người không có ra, không phải các nàng không muốn ra đến, mà là kha lộng ảnh để hỏa hồ đại đế không cho phép các nàng ra. Kha Lộng Ảnh biết rõ ràng giật để ý nhất liền là Y Phiêu Phiêu các nàng, tự nhiên không thể để cho các nàng mạo hiểm. Bán Quái Sơn người quân đội toàn bộ vào đây, Bán Quái Sơn người chính mình cũng tiến vào, bất quá cũng không có bất kỳ cử động nào. Chỉ là trước hết để cho đại quân chỉnh đốn dàn xếp, đồng thời dò xét Thiên Hồng giới tình báo. Lần nữa qua một ngày, Bán Quái Sơn người rốt cục có hành động, hắn hạ lệnh để Lân Hậu đi cuồng đế thành, cộng đồng thương nghị đối phó minh tộc sự tình. Mệnh lệnh này để mọi người cảm thấy có chút không hiểu thấu đã nói là cộng đồng thương nghị cái kia hẳn là là triệu tập tất cả đại lão a ngụy thiên vương hạng khôi thiên phượng đại đế bọn người vì sao không triệu tập đi qua vẻn vẹn chỉ triệu tập lân hậu bất quá đã lân hậu đã đáp ứng hết thầy tuân bán quái sơn mạng người lệch làm hành sự cái này lần thứ nhất triệu kiến không có khả năng kháng mệnh a à, có lẽ là bán quái sơn người đối với bên này vẫn chưa yên tâm đâu tại bẩm báo cửu dương thiên đế về sau cái sau quyết định tiêm phục tại lân hậu linh hồn bên trong coi như ngoài ý muốn nổi lên tình huống hắn cũng nguyện thân có thể trấn áp. Lần hậu một người truyền tống đi cuồng đế thành, không có mang bất luận kẻ nào, trong mọi người lòng thấp thỏm tại tòa thành bên trong chờ lấy. Kha lộng ảnh sắc mặt có chút âm trầm, nội tâm luôn có một loại dự cảm bất tường. Bất quá nghĩ đến cửu dương thiên đế tàn hồn tại, nội tâm của nàng lại có chút an lòng một chút. ầm um, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại sao năm canh giờ, tòa thành đại môn đột nhiên bị trùng điệp phá tan. Kha lộng ảnh phụ thân mặt mũi tràn đầy bi thống vọt vào, vừa tiến đến tự quát ầm lên, lân hậu, lân hậu nàng lão nhân ra. Về cõi tiên, nàng linh hồn ngọc giản nát, oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, kha lộng ảnh ngụy thiên vương vân thiên vương hạng khôi thân thể kịch chấn. Kha lộng ảnh hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Thiên phượng đại đế hỏa hồ đại đế thần nghe đại đế cũng đầy mặt chấn kinh, lân hậu chết mấy canh giờ trước còn sống sờ sờ một người, làm sao vừa mới đi cuồng đế thành sau liền chết, ai giết nàng. Ngao, đột nhiên, thiên phượng đại đế trong thân thể từng đoàn từng đoàn hỏa diễm ngưng hiện, tiềm phục tại thiên phượng đại đế trong thân thể si hồng thoáng hiện. Nó bi thống hét lớn một tiếng, sau đó thất hồn lạc phách nói ra, vô danh, vô danh hắn tàn hồn cũng tiêu tán. Vô danh, mọi người con mắt chấp chấp, ngay từ đầu không có tỉnh ngộ lại, lập tức toàn bộ mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Cửu dương thiên đế danh tự giống như tự gọi vô danh tàn hồn tiêu tán cũng chỉ có thể là cửu dương thiên đế tàn hồn tiêu tán. Thiên đế, Ngụy Thiên Vương gào lên đau xót một tiếng, lập tức đằng đằng sát khí gào thét lao ra hét lớn, toàn thể cửu dương quân nghe lệch, lập tức tập kết, đánh tới cuồng đế thành là trời đế báo thù. Kha lộng ảnh tỉnh ngộ lại, đi theo bay đi khẽ kêu, Kha ra toàn bộ quân đội tập kết, đánh tới cuồng đế thành là lân hậu cùng thiên đế báo thù. Cửu dương thành trong nháy mắt sôi trào, chương 2072, thật đánh vẫn là diễn kịch. Thay lân hậu cùng thiên đế báo thù mặc dù cửu dương thành quân đội không biết thiên đế phải chăng đại biểu thanh đế nhưng lân hậu cũng chỉ có một cái nhìn thấy kha lộng ảnh như thế bi phấn còn nói báo thù trong mọi người tâm đều hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ lân hậu chết lân hậu mặc dù gần nhất rất nhiều rất nhiều người gia tộc đối với lân hậu có chút khó chịu dù sao trong khoảng thời gian này lân hậu đều là cưỡng ép trấn áp giết rất nhiều người nhưng tất cả mọi người đối với lân hậu kính trọng tri tâm đều chưa bao giờ thay đổi qua bởi vì nàng đáng giá mời trọng Lần hậu là đời trước lân đế con gái một, từ nhỏ đã thiên tư tuyệt thế, đã từng phi thường ái mộ một cái nam tử, đáng tiếc hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình, lân hậu bị tình gây thương tích lại cũng không hối hận, một mực đau khổ chờ đợi. Về sau cái này nam tử chết rồi, bị minh đế tự tay chu sát. Lân hậu tự giam mình ở lân phong dòng dã 50 năm, sau khi xuất quan nàng đột phá phong đế cấp, sau đó một người một kiếm đánh tới minh giới, huyết tẩy dòng giã mấy ngàn vạn cái bí cảnh hơn trăm triệu minh tộc, đằng sau bởi vì đời trước lân đế đi về cõi tiên, lúc này mới không thể không trở lại thiên hồng giới. Cái kia nam tử là diệt ma đại đế, một đời kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Lần hộ tự diệt ma đại đế sau khi chết nội tâm tự triệt để đóng băng, mãi cho đến đều không có đối bất kỳ một cái nào nam tử động đại tình, một lòng vì diệt ma đại đế thủ tình, chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại, si tình đến làm cho người cảm động. Lần hộ thượng vị sau đối đãi phụ thuộc gia tộc phi thường tốt, làm người chính trực công bằng, chưa từng tranh quyền đoạt thế, bàn lộng thị phi. Bốn vị đại đế không nói viêm đế cuồng đế, tự liền thanh đế đều có bị người lên án địa phương, nhưng lân hậu không có, chưa bao giờ bất luận cái gì mặt trái nghe đồn. Trong khoảng thời gian này đến nay, thiên hồng giới lòng người bàng hoàng, là lân hậu một người chịu đựng toàn bộ thiên hồng giới, là lân hậu yên lặng an bài tất cả mọi chuyện, là lân hậu như kình thiên như cự trụ trống lên mảnh này thiên. Chợt nghe tin dữ, cửu dương thành bên trong sở hữu gia tộc, còn em, quân đội đều mộng, lân hậu chết được quá đột ngột chết được quá không hiểu thấu chết được quá làm cho người ta không thể tiếp nhận hiu 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 kha ra quân đội cùng con em lập tức đằng không mà lên cửu dương quân nhao nhao bay lên giữa không trung nơi xa cửu dương cốc bên trong vô số đại quân bay ra ở giữa không trung tập kết lân hậu quân đều động mặc dù rất nhiều không phải kha ra con em nhưng bọn hắn đều là lân hậu con dân lân hậu chết rồi vô luận là ai giết bọn hắn đều muốn báo thù rửa hận hiu Thiên phượng đại đế hỏa hồ đại đế thần nghe đại đế bắn ra, thiên phượng đại đế đứng ngạo nghễ giữa không trung, hai vị khác đại đế lại tiến vào truyền tống trận đi phía nam cửu thiên thành, bọn hắn chuẩn bị đi triệu tập yêu tộc quân đội cùng một chỗ hành động. Cuồng đế thành bên kia có ba cái phong đế cấp, còn có một nửa phong đế cấp hạ vũ. Bên này có ba cái yêu tộc đại đế, cùng si hồng, tăng thêm ngụy thiên vương bọn hắn miễn cưỡng nhưng so sánh một cái phong đế cấp, cường giả về số lượng cũng không ăn thiệt thòi, còn như quân đội số lượng bên này hoàn ngược bên kia. Đương nhiên, coi như người bên kia lại nhiều, cường giả lại nhiều, một trận chiến này đã không thể tránh được. Lần hậu chết đi, cửu dương thiên đế tàn hồn biến mất, kích phát sở hữu cường giả nội tâm nộ khí, bán quái sơn người quả nhiên có vấn đề, có vấn đề lớn. Nếu như không có vấn đề, lần hậu làm sao lại chết cửu dương thiên đế tàn hồn làm sao lại tiêu tán có cửu dương thiên đế tại những cái kia phổ thông quân đội giám động cuồng đế hạ vũ giám động cũng chỉ có bán quái sơn người nho đế có thể có cái này dũng khí, có thể có cái này chiến lược diệt sát lân hậu, khiến cho cửu dương thiên đế tàn hồn tiêu tán. Rất nhanh lân hậu quân cùng cửu dương quân toàn bộ tập kết hoàn tất, diệt ma quân toàn bộ điều động, kha lộng ảnh ngụy thiên vương hạng khôi cũng không có triệu tập còn lại quân đội, bất quá rất nhiều ngụy đế cấp thượng tướng quân biết được chuyện đã xảy ra sau nhau nhau đi theo suốt chiến. 50 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào truyền tống trận, truyền tống đi cuồng đế thành phụ cận bốn cái vực chủ thành. Bên kia cửu thiên thành bên kia yêu tộc đại quân đồng thời bắt đầu truyền tống, yêu tộc đại quân điều động dòng dã 50 triệu, cường giả dốc toàn bộ lực lượng, phân biệt truyền tống đi cuồng đế thành bên cạnh bốn vực, thành vây kín chi thế. Sau 10 canh giờ, đại quân toàn bộ truyền tống hoàn tất, đưa tin xác định về sau thiên phượng đại đế hạ lệnh sở hữu quân đội đồng thời xuất phát, hướng cuồng đế thành vây kín mà đi. Cửu dương thiên đế đã xác định bán quái sơn người không phải minh đế, thiên phượng đại đế không sợ hãi. Cửu dương thiên đế đối với giang giật phi thường trọng yếu, giống như thù này không báo, giang giật ra khẳng định hội xé hắn vô số trinh sát phân công ra ngoài bắt đầu dò xét cuồng đế thành tình huống xung quanh cuồng đế thành bên ngoài vốn có rất nhiều trinh sát giờ khác này lại đều không thấy cuồng đế thành phụ cận thành chỉ bản chú đóng quân đội nhưng trinh sát hồi báo cũng không có bất kỳ người nào bất quá cuồng đế thành bên ngoài lại đại quân tụ tập mà lại giới nghiêm trinh sát căn bản là không có cách tới gần cuồng đế thành bên trong lúc đầu có hai cái cửu dương quân thiên vương còn có một số cửu dương quân trinh sát nhưng những này hai cái thiên vương cùng trinh sát toàn bộ đều liên lạc không được. Trinh sát rất có thể bị chém giết, kia hai cái thiên vương đoán chừng cũng bị cầm xuống, bất quá linh hồn ngọc giản không có vỡ, còn chưa có chết. Đại quân tốc độ cao nhất xuất phát, trinh sát tiếp tục dò xét, cuồng đế thành bên trong một mực rất an tĩnh, xa xa dò xét cũng không có phát hiện có chiến đấu dấu hiệu. Bất quá Lân Hậu đều đã chết rồi, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn cũng tản, cho dù có chiến đấu khẳng định đã sớm đình chỉ. 10 vạn lý, 5 vạn lý một vạn lý. Bốn phương tám hướng đại quân đã nối liền, đem chọn tòa thành chỉ bao bọc ba tầng trong ba tầng ngoài, thiên phượng đại đế mang theo tất cả cường giả tại phía đông đi theo đại quân nhanh chóng tiến lên. Báo, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo bạo tiếng giống, yêu tộc một cái ngụy đế cấp, là đông vực thiên bằng vương phi tốc bay tới, một gối tại thiên phượng đại đế bọn người phía trước quỳ xuống quát khẽ nói, bẩm ba vị đại đế, chư vị đại nhân, cuồng đế thành bên kia đánh nhau. Đánh nhau, thiên phượng đại đế bọn người hai mặt nhìn nhau lập tức nội tâm đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây là quỷ kế của địch nhân. Thiên Phượng Đại Đế đùa cợt nói ra, đánh như thế nào ai là ai đang đánh. Thiên Bằng Vương tốc độ nhanh, thực lực mạnh, bị Thiên Phượng Đại Đế bổ nhiệm làm trinh sát quân thống lĩnh. hắn hồi báo nói, hai cái phong đế cấp cường giả tại đại chiến, còn có một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đang giúp đỡ. mặt khác ngoài thành đại quân cũng tại khai chiến, xem tình huống là thật đánh, bởi vì đã chết không ít người. Hiu nơi xa lân hậu quân trinh sát thống lĩnh bay vụt mà quay về, thật xa tổ bẩm báo nói, tiểu thư, chư vị đại nhân, cuồng đế cùng hạ vũ ngay tại truy sát nhau hoàng, rất nhiều quân đội đang đuổi giết nửa quẻ tộc linh tiên tộc mị tâm tộc quân đội, tam tộc quân đội đã tử thương hơn 10 vạn. Cái quỷ gì, kha lộng ảnh bọn người đầy mắt kinh ngạc, ngụy thiên vương quát khẽ nói, bán quái sơn người đâu có thể phát hiện thân ảnh của hắn. Không có, hai bên trinh sát đều không có dò xét đến. Ngụy Thiên Vương hừ lạnh nói, gia tốc hành quân, bất quá không nên công kích, nhìn xa xa, xem bọn hắn là diễn kịch vẫn là thật đánh. Giống như có thể đem tam tộc 7,8 triệu quân đội đều giết, đem nho hoàng cũng cho giết, đó mới là thật khai chiến. Kha lộng ảnh bọn người nhẹ gật đầu, có phải hay không kế xem cuồng đế hạ vũ có dám hay không thật giết nho đế, xem kia phá thiên quân là có hay không đem kia 7,8 triệu tam tộc quân đội toàn bộ giết hết, liền có thể nhất thanh nhị sở. Đại quân nhanh chóng áp vào, thiên phượng đại đế bọn người tăng nhanh tốc độ, chỉ là mấy nén hương thời gian mọi người đã đến thành trì phụ cận trăm dặm. Toàn bộ cường giả thần thức dò xét qua đi, nhưng lại làm cho bọn họ đều xem không hiểu. Bởi vì cuồng đế thành trong ngoài nhìn không giống đang diễn trò, mà là tại thật khai chiến. Thành nội ngoài thành tử thương quân đội đã vượt qua 200 vạn, tiên huyết đem cuồng đế thành trong ngoài đều cho nhuộm đỏ. nho đế bị cuồng đế cùng hạ vũ còn có đao nô bọn người vây công, toàn thân đều là huyết, đã bị trọng thương, lúc nào cũng có thể chết đi. Chết, ngay một khắc này, Cuồng đế cùng Hạ Vũ đao nô đồng thời công kích, Cuồng đế thả ra công kích mạnh nhất, Hạ Vũ vận dụng tiên linh chi khí, đao nô vận dụng phá thiên đao. Ba người hợp lực phía dưới, Nhào đế tại Kha Lộng ảnh thiên phượng đại đế bọn người thần thức dò xét dưới, hai chân bị tiên linh chi khí chém đứt, Nhỏ đế trùng điệp bị đập bay xuống dưới, ngất đi, sống chết không rõ. Chương 2073, Minh đế phân thân. Rầm rầm rầm, phá thiên quân còn tại từng mảnh từng mảnh đánh giết tam tộc quân đội, mà lại là hạ tử thủ căn bản ngăn không được, phá thiên quân quân đội có hơn 2.000 vạn, bên này quân đội là có 7,8 triệu, mà lại cường giả nói phá thiên quân toàn thắng bên này. Trọng yếu nhất chính là bán quái sơn người không trong thành, nhau hoàng bị đè lên đánh, giờ phút này tức thì bị triệt để trọng thương, sống chết không rõ. Tam tộc quân đội thoáng cái loạn, ngay từ đầu còn ra sức chém giết, giờ phút này chỉ có thể loạn thành nhất đoàn, bốn phía chạy. Vấn đề là, bốn phương tám hướng đều bị yêu tộc quân đội cùng lân hậu quân cửu dương quân diệt ma quân đoàn đoàn vây quanh tam tộc quân đội có thể chạy trốn tới đâu đây dám can đảm tới gần giết chết bất luận tội thiên phượng đại đế hạ lệnh bốn phương tám hướng quân đội toàn bộ công kích dám can đảm đến gần tam tộc quân đội lập tức oanh sát những cái kia chạy trốn quân đội bị tàn sát một nhóm về sau chỉ có thể vừa bất đắc dĩ lui về hưu đao nô bay xuống đi một cái giang giật máu thịt be bét nho hoàng nâng lên giữa không trung gầm thét bán quái sơn người đã bị chu sát nho hoàng bị cầm xuống các ngươi còn không đầu hàng chờ đến khi nào đầu hàng không giết cuồng đế giống giận thanh âm chấn thiên động địa chấn động đến còn sót lại mấy trăm vạn tam tộc quân đội màng nhĩ phát đau nhức ngoài thành đều là phá thiên quân nơi xa đã bị thiên phượng đại đế đám người quân đội vây quanh nho hoàng đã bị cầm xuống hiện nghe nói bán quái sơn người đã bị giết toàn bộ tam tộc quân đội triệt để luống cuống cũng không biết là ai trước giống lên một tiếng đầu hàng càng ngày càng nhiều quân sĩ buông xuống binh khí nằm dạp trên mặt đất không dám động có phải hay không kế thiên phượng đại đế bọn người nửa tin nửa ngờ nếu như là diễn kịch không có khả năng diễn như vậy rất thật a à giống như không phải diễn kịch vì sao bọn hắn trong hội hồng lý do đâu trọng yếu nhất chính là thiên đế tàn hồn vừa mới tiêu tán lân hậu vừa mới chết đi không lâu bên này ở giữa hồng đây cũng quá trùng hợp a đã bán quái sơn người có vấn đề tại thiên phượng đại đế bọn người trong lòng cuồng đế hạ vũ bọn người có vấn đề Cục diện nhất thời loạn làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Có phải hay không mà tính, thử một chút thì biết. Kha Lộng Ảnh trên thân đều là sát khí, nàng lạnh giọng nói ra, Tam tộc quân đội không phải đầu hàng sao để bọn hắn đem Tam tộc quân đội giao cho chúng ta trông giữ, tiếp thụ qua đến toàn bộ chém giết. Mặt khác xem bọn hắn giải thích như thế nào đi, chúng ta trước đừng nhúc nhích, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Phượng Đại đế bọn người nhẹ gật đầu, hạ lệnh toàn quân nguyên địa chờ lệnh, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì cử động. Toàn bộ quân đội đằng đằng sát khí, lân hậu quân cửu dương quân trên cánh tay cũng đều trói lại đai đen, một mặt bi thống cùng sát khí. Toàn bộ cầm xuống, các loại trợ tam tộc quân đội hầu như đều đầu hàng về sau, cuồng đế hạ lệnh để phá thiên quân hành động phân biệt cầm xuống tam tộc quân đội, đem không có đầu hàng quân đội cường giả chém giết. Tam tộc quân đội có 7,8 triệu, như thế một hồi thời gian đã bị chém giết hơn 200 vạn, còn lại 500 vạn vạn hơn, toàn bộ từng nhóm bắt đầu riêng phần mình cầm xuống. Qua sau nửa canh giờ, toàn bộ quân đội bị triệt để cầm xuống, cuồng đế mang theo hạ vũ đao nô bọn người sách theo nhau đế hướng thiên phượng đại đế bên này bay tới. Bọn hắn cũng không có mang binh, chỉ có 7-8 cái cường giả, bên này cường giả lập tức đằng đằng sát khí, thiên lực yêu lực vận chuyển tùy thời chuẩn bị động thủ. Cuồng đế bọn người khoảng cách bên này một dặm ngừng, ánh mắt nhìn về phía ngụy thiên vương cùng kha lộng ảnh bọn người, cuồng đế có chút bi thống mở miệng, ta biết chư vị là tới làm gì, lân hoàng chết. Chúng ta phi thường áy náy, còn có vị kia tàn hồn tiêu tán, chúng ta cũng bị thống không thôi. Cho nên chúng ta tự mình cầm xuống nhau hoàng, cùng tam tộc quân đội cho chư vị bồi tội, chúng ta cũng bị che đậy, phi thường thật có lỗi. Cuồng đế bọn người thật sâu cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, bộ dáng nhìn rất là chân thành. Kha Lộng Ảnh bọn người liếc nhau, đều không có lên tiếng, Thiên Phượng đại đế tiếng la hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào nói rõ ràng. Ông, cuồng đế đột nhiên thả ra một loại thần thông, đem toàn bộ người dọa sợ coi là cuồng đế động thủ. Bất quá Thiên Phượng đại đế vung tay lên đều không có làm loạn, cuồng đế chỉ là thả ra một cái vòng bảo hộ, đem một đám đại lão đều bao phủ đi vào. Cái này vòng bảo hộ là trong suốt, chỉ có thể lên cách âm chi dụng, cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích. Cuồng đế mặt mũi tràn đầy trầm thống giải thích, chuyện là như thế này, bán quái sơn người triệu tập Lân Hoàng đến đây nghị sự, chúng ta lúc ấy đều ở đây, bất quá tại Lân Hoàng mới vừa tiến vào tòa thành lúc, bán quái sơn người đột nhiên khởi động một cái đại trận đem tòa thành cho phong ấn. Đồng thời hắn vu hãm nói Lân Hoàng đã cùng minh tộc cấu kết, ngang nhiên xuất thủ muốn chu sát Lân Hoàng. Nói đến đây, cuồng đế dừng một chút, khe khe thở dài nói, chúng ta đều bị bán quái sơn người che đậy, sở dĩ nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bán quái sơn người cùng nho hoàng tự mình động thủ trong nháy mắt liền đem Lân Hoàng làm trọng thương. Ngay ở một khắc đó, cửu dương thiên đế tàn hồn xuất hiện, nói toạc ra bán quái sơn người bị minh đế một cái phân thân khống chế, hắn vận dụng cường đại thần thông, đem tiềm phục tại bán quái sơn nhân thần thông bên trong minh đế phân thân ép ra ngoài, đồng thời hủy đi minh đế phân thân, đả thương nặng bán quái sơn người. Bất quá cửu dương thiên đế lão nhân ra ông ta tàn hồn cũng triệt để tiêu tán, lân hoàng bị nho hoàng đánh lén chém giết. Cuồng đế lời nói rất chân thành, hạ vũ đào nô mấy người cũng một mặt bi thống, nhìn cách tử không tựa như giả mạo, giải thích của bọn hắn nghe giống như cũng hợp tình hợp lý. Bán quái sơn thân thể người bên trong ẩn núp minh đế phân thân, bố cục lừa giết lân hậu muốn nhất thống thiên hồng giới nhân tộc, chờ minh tộc đại quân vừa đến, nhân tộc không chiến mà chết. Bố cục phải rất không tệ, hết thảy đều rất đúng chỗ, đáng tiếc. Bán quái sơn người không nghĩ tới cửu dương thiên đế tàn hồn tiềm phục tại lân hậu linh hồn bên trong. Minh đế phân thân bị bức bách ra, cuồng đế bọn người lập tức tỉnh ngộ lại, sở dĩ lúc này mới có vừa rồi một màn này, nhỏ đế giờ phút này bị trọng thương sắp chết, tam tộc toàn bộ quân đội bị cầm xuống. Mặc dù hết thảy nhìn thiên y vô phùng, nhưng kha lộng ảnh bọn người nhưng vẫn là có chút không tin tưởng, mà lại bên trong còn có mấy cái nghi điểm. Kha lộng ảnh nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, bán quái sơn người đâu các ngươi không phải nói bị chu sát thi thể đâu còn có chuyện phát sinh 10 cái canh giờ, vì sao các ngươi mới động thủ chu sát nho hoàng, cầm xuống tam tộc quân đội. Vừa rồi cuồng đế ngay trước toàn quân mặt nói bán quái sơn người bị giết, giống như không nhìn thấy thi thể ai cũng sẽ không tin tưởng, vạn nhất là khổ nhục kế đâu. Còn có, cửu dương thiên đế nói bán quái sơn người không có vấn đề, khó khăn đạo minh đế phân thân liền cửu dương thiên đế đều có thể giấu giếm được bất quá sự thật ngược lại là chứng minh bán quái sơn người thật có vấn đề, nếu không lân hậu làm sao lại chết. Kha lộng ảnh vấn đề, hạ vũ đưa cho giải thích, nàng khe khẽ thở dài nói ra, chúng ta mới vừa rồi là hù dọa tam tộc, bán quái sơn người chỉ là bị đả thương nặng cũng chưa chết, hắn lúc ấy cùng nho hoàng phân biệt trốn. Chúng ta liền là đuổi theo giết bán quái sơn người, sở dĩ lúc này mới làm trễ nải thời gian, bán quái sơn người giờ phút này hẳn là còn ở tuyết huyên phía dưới, đao nộ dẫn người giữ vững tuyết uyên cửa vào. Chúng ta nhận được tin tức nho hoàng lẻn về cuồng đế thành, sợ hắn khống chế đại quân, lúc này mới gấp trở về, còn tốt trở về kịp thời. Đao nô cuồng đế công dương tộc trưởng bọn người nhẹ gật đầu, cho thấy hạ vũ nói không giả, kha lộng ảnh bên này trầm mặc. Hết thầy nhìn cũng không có vấn đề gì, tất cả nghi điểm đều bị giải thích, tam tộc thi thể còn bầy ở cuồng đế thành bên ngoài, đây không có khả năng làm bộ, Kha Lộng Ảnh cùng Thiên Phượng Đại Đế Ngụy Thiên Vương bọn người liếc nhau một cái, Ngụy Thiên Vương mở miệng nói, đã như vậy, đem nhau hoàng cùng tam tộc quân đội giao cho chúng ta, chúng ta trước khảo vấn một phen, giống như sự tình là thật, việc này tự cùng các ngươi không quan hệ. Thiên Phượng Đại Đế bọn người nhẹ gật đầu, đây có phải hay không là mà tính, tự xem bên kia có thể hay không giao người, giống như giao người, tự nhiên là không tồn tại vấn đề. Hưu, cuồng đế nhẹ gật đầu, đao nô phi thường quả quyết đem nhau đế ném qua, hỏa hồ đại đế tự mình xuất thủ một tay bắt lấy nho đế, đồng thời trong nháy mắt phong ấn nho đế thần hạch cùng linh hồn. chương 2074, toàn bộ chém giết. Đem tất cả quân đội áp giải tới. Hạ vũ đưa tin ra ngoài, phá thiên quân áp giải mấy trăm vạn tam tộc quân đội tới, tiểu nho đế liền tại bên trong, bị một cái ngụy đế cấp sách theo, đầy mắt oán độc. Suy suy, nhìn thấy tiểu nho đế cặp mắt kia, kha lộng ảnh trong thân thể sát khí rốt cuộc che giấu không ở, lấy ra ngân cung trực tiếp một tiếng vào tới. Ách, sách theo tiểu nho đế ngụy đế cấp vốn định tránh né, nhưng cuồng đế quát khẽ một tiếng để hắn thối lui. Hắn chỉ có thể mặc kệ tiểu nho đế, kha lộng ảnh một tiếng đánh chúng vào tiểu nho đế, mà cái sau thần hạch bị phong ấn, trên người chiến giáp cũng bị hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngân tiễn bay tới. Không, tiểu nho đế gào thét một tiếng, tiếp lấy thân thể chia năm xẻ bảy, nổ thành bột mịn, tại chỗ tử vong. Tam tộc quân sĩ các cường giả lập tức nổi giận đại hống, nhưng cường giả đều bị phong ấn, chiến đao gác ở quân sĩ trên cổ không ai có thể loạn động không ai dám làm loạn toàn bộ cầm xuống ngụy thiên vương vung tay lên mấy cái thiên vương tự mình dẫn đội tiếp thu tù binh thiên phượng đại đế bọn người nhìn chằm chằm giống như cuồng đế hạ vũ bọn người dám động bọn hắn lập tức sẽ ra tay cầm xuống hoặc là chém giết hết thảy đều rất bình tĩnh tù binh từng cái bị tiếp nhận cuồng đế hạ vũ bọn người không có bất kỳ cái gì dị động mấy trăm vạn quân đội nhanh chóng bị tiếp thu cường giả đều bị lần nữa phong ấn, quân sĩ đều bị đao gác ở trên cổ. chẳng lẽ hết thảy đều là thật? kha lộng ảnh bọn người lòng nghi ngờ dần dần biến mất. chỉ ít tam tộc quân đội đây không phải giả, rất nhiều tam tộc cường giả tất cả mọi người có ấn tượng. những cường giả này quân đội đều bị cầm xuống, nhò đế sinh tử cũng ở chỗ này trong khống chế. bán quái sơn người cho dù có quỷ kế, cũng không có khả năng liền tam tộc quân đội cường giả đều không quan tâm a. À. bán quái sơn người xác thực không có ở thành nội si hồng truyền âm cho thiên phượng đại đế linh hồn của nó phi thường cường đại bán quái sơn người tiềm phục tại trong thành không có khả năng không biết đợi nửa canh giờ sở hữu tam tộc quân đội đều bị bắt rồi mọi người triệt để yên tâm lại thiên phượng đại đế duỗi tay ra nắm qua ngất đi nho hoàng sau đó ở trước mặt tất cả mọi người cưỡng ép siêu hồn yêu tộc siêu hồn thuật có thể cưỡng ép phá vỡ linh hồn dò xét ký ức bất quá bị siêu hồn người đem sẽ lập tức chết đi thiên phượng đại đế là giang giật linh thú Trung thành không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần siêu hồn liền có thể biết được tất cả mọi chuyện đi qua, hết thảy đều liếc qua thấy ngay. Hỏa Hồ Đại Đế thần nghe đại đế, Ngụy Thiên Vương Kha Lộng ảnh bọn người sở hữu cường giả thì nhìn chằm chằm khóa chặt Cuồng Đế Hạ Vũ bên kia. Sở hữu chân tướng tại siêu hồn về sau đều sẽ để lộ, nếu như đối phương là quỷ kế, như vậy giờ phút này khẳng định sẽ động thủ. Cuồng Đế Hạ Vũ bọn người vẫn là rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu động thủ, Si Hồng thần thức một mực liếc nhìn khắp nơi nếu có tình huống ngoài ý muốn hội trước tiên dự cảnh. A, à, nho đế bị cưỡng ép siêu hồn phát ra một đạo kêu thảm, toàn thân co quắp, mở chừng hai mắt linh hồn bôn hội triệt để tử vong. Mọi người xác định cuồng đế hạ vũ đao nô bọn người không có dị động về sau, ánh mắt nhìn về phía thiên phượng đại đế, cái sau nhắm mắt lại tiêu hóa thoáng cái giỏ xét tin tức, mở to mắt gật đầu nói, chuyện xác thực như bọn hắn lời nói, đích thật là bán quái sơn người cùng nho đế ra tay, các ngươi xem đi. Ông! Thiên phượng đại đế đem nho đế thi thể tiện tay ném một cái, hai tay đánh ra yêu lực ngưng tụ ra một hình ảnh, hình tượng này tự nhiên là theo nho đế linh hồn bên trong giò xét đến. Hình tượng bên trong là một cái tòa thành bên trong, bán quái sơn người nho đế cuồng đế hạ vũ đao nô đao nộ công dương tộc trưởng đều tụ tập một đường, lân hậu một người tiến vào tòa thành, khi tiến vào một khắc này tòa thành cấm chế đột nhiên khởi động, bán quái sơn người cùng nho đế đồng thời xuất thủ một chiêu đem lân hậu làm trọng thương. Ngay sau đó cửu dương thiên đế tàn hồn xuất hiện, một chiêu ngược lại đem bán quái sơn người làm trọng thương, bán quái sơn thân thể người bên trong xuất hiện một đoàn hắc khí, ngưng tụ ra một cái kinh khủng phân thân, cái này phân thân bị cửu dương thiên đế cưỡng ép đánh sơ sát, đáng tiếc cửu dương thiên đế hồn lực quá yếu cuối cùng tiêu tán. cuối cùng bán quái sơn người mở ra tòa thành cấm chế, thừa dịp mọi người kinh ngạc thời điểm chạy ra ngoài, nho đế cũng đồng thời đào tẩu, cuồng đế bọn người lập tức lao ra truy sát. bất quá nho đế đang lẩn trốn trước đó, xuất thủ đánh lén đem trọng thương lân hậu một chiêu chém giết hình tượng không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng có chút mơ hồ, nhưng nhìn rất chân thực, biểu tình của tất cả mọi người đều thực quá thật, cuối cùng nho đế chém giết lân hậu trên mặt giữ tợn biểu lộ đều nhất thanh nhị sở. Người tới, Kha Lộng Ảnh nhìn thấy cuối cùng một màn, trong mắt nước mắt như sông rơi xuống, nàng gào lên đau xót, đem tam tộc tù binh toàn bộ cho ta chém giết, dùng tế lân hậu thiên đế trên trời có linh thiêng. Tù binh là cửu dương quân tiếp nhận, mấy cái kia thiên vương có chút trần chờ, Ngụy Thiên Vương con ngươi lạnh lẽo, gầm thét, giết hưu mấy cái thiên vương cùng cửu dương quân không còn có bất luận cái gì trần chờ vô số sáng loáng chiến đao vung vẩy đối quỳ trên mặt đất tù binh đầu trùng điệp đánh xuống vô số tiếng kêu thảm thiết phẫn nộ gào thét âm thanh bạo hống tiếng vang lên đếm không hết đầu lăn xuống đi mấy trăm vạn quân sĩ bị từng mảnh từng mảnh đột sát trang diện kia quá chấn động lòng người đem xa xa mấy ngàn vạn phá thiên quân chấn động đến toàn thân rét run linh hồn phát sợ nếu như là chiến đấu chém giết mấy trăm vạn người cái này không gì đáng trách các đại quân cũng tập mãi thành thói quen. Lại là chém giết tù binh, vẫn là cùng một chỗ chém giết, mấy chục vạn mấy chục vạn đầu người lăn xuống đến, mấy trăm vạn cỗ thi thể không đầu tiên huyết cuồng phún, hình tượng này sợ là tất cả mọi người ở đây cái này đều không cách nào quên đi. Hơn 500 vạn đại quân, đầy khắp núi đồi đều là thi thể, cuồng đế thành bên ngoài vốn là một mảnh bình nguyên, giờ phút này lại trở thành núi thây. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ những thi thể này còn tại tuôn ra tiên huyết bên ngoài, không có người nào dám nói chuyện thậm chí không dám phát ra một điểm thanh âm. Kha lộng ảnh nước mắt đã sớm ngừng trượt xuống, nàng hít một hơi thật sâu mở miệng, phá vỡ hiện trường yên tĩnh, bán quái sơn người còn tại tuyết uyên. Nhiếp tại kha lộng ảnh khí thế, đao nô đều có chút không dám nhìn thẳng nàng, dù sao cái này mấy trăm vạn người thế nhưng là nàng mở miệng nói muốn chém giết. Đao nô trầm mặc một lát, gật đầu nói ra, đao nộ còn tại bên kia chấn thủ, không có đưa tin trở về, hẳn là. Còn tại tuyết uyên phía dưới, đi, đi tuyết uyên. Kha lộng ảnh khẽ kêu một tiếng, hướng bắc mới bay đi, Ngụy Thiên Vương bọn người lập tức đằng đằng sát khí dẫn đầu đại quân hướng phương bắc gào thét mà đi. Thiên Phượng Đại Đế truyền âm cho Si Hồng về sau, triệu tập yêu tộc đại quân đi theo bắc phương hảo hảo đáng đáng bay đi. Nhân tộc yêu tộc 100 triệu đại quân đến nhanh, thối lui cũng nhanh, rất nhanh biến mất tại phương bắc trong đồng hoang, chỉ để lại 500 vạn thêm bộ thi thể đổ vào hoang dã bên trong. Lại thêm trước đó chém giết hơn 200 vạn tam tộc quân sĩ, cùng tử trận mấy chục vạn phá thiên quân, cuồng đế thành trong ngoài người đã chết đã đạt đến hơn 8 triệu, nơi này đã cùng địa ngục không có khác biệt. Toàn quân chuyển di, đi phụ cận cuồng võ thành chờ lệnh, cuồng chiến ngươi mang 100 vạn người lưu lại quét dọn chiến trường, vùi lấp thi thể. Cuồng đế mặt mũi tràn đầy ảm đạm hữu khí vô lực khoát tay áo, hạ vũ đao nô bọn người thần sắc cũng rất khó coi, nhao nhao về phía tây bên cạnh bay đi. Bán quái sơn người bên kia dù sao đi nhiều cường giả như vậy, không cần bọn hắn đi nhúng tay, bọn hắn đi qua ngược lại sẽ bị hiểu lầm, sở dĩ đều chuẩn bị đi cuồng võ thành chờ lệnh. Ông, vào thời khắc này, hạ vũ trong tay một tấm lệnh bài đột nhiên phát sáng lên, nàng ảm nhiên thần sắc lập tức rất là phấn chấn, đầy mắt không dám tin thì thảo, sư tôn, sư tôn hắn. Lại theo minh giới ra, chương 2075, thể giết ngươi. Sư tôn, thiên đế, cuồng đế đao nô bọn người đầy mắt kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn về phía hạ vũ, cho là nàng điên rồi. Thanh đế bị khốn trụ thời gian dài như vậy, không chết đã rất tốt, thế mà còn có thể ra. Đại gia xem cái này, hạ vũ trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, lệnh bài này phi thường đặc biệt, phía trên có một cái rồng bay phượng múa xanh chữ, khối ngọc phù này chất liệu phi thường đặc biệt, cuồng đế một chút tự nhận ra đây là thanh đế thiếp thân ngọc phù. Giờ phút này ngọc phù quang mang lấp lánh không ngớt, mặc dù không có bất kỳ tin tức gì truyền đạt, nhưng một mực quang mang lóng lánh. Ngọc phù này lấp lánh đại biểu cái gì cuồng đế bọn người khẩn trương vây quanh dò hỏi ta cũng không biết đại biểu cái gì. Hạ vũ lắc đầu, bất quá phi thường khẳng định nói ra, minh nguyên bên trong có minh ma chu thần trận, đại trận này có thể triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, các ngươi hẳn là đều biết. Sở dĩ, ngọc phu này có thể sáng lên, điều này nói rõ sư tôn gia minh nguyên, gia minh giới. Tốt, cuồng đế bọn người tinh thần đại trấn, chỉ cần thanh đế có thể ra, nhân tộc vẫn là có rất lớn hy vọng. Mặc dù lân hậu chết rồi, tam tộc làm phản, nhưng hết thảy còn có hy vọng, thanh đế tự đại biểu hy vọng đi cuồng đế vung tay lên mang theo đại quân hướng cuồng võ thành rút lui thanh đế có thể trở về để hắn cảm giác lực lượng tăng nhiều khó khăn đi nữa cục diện đều không phải là vấn đề một bên khác thiên phượng đại đế kha lộng ảnh bọn người mang theo đại quân chạy như điên tuyết huyên cũng không xa rời đi nơi này chỉ có số ngàn vạn dặm đại quân lao nhanh đi qua cũng chính là bảy tám canh giờ tuyết huyên là một cái tuyệt địa tại thiên hồng giới coi như nổi danh bên trong có loại kỳ dị tuyết trùng coi như ngụy đế cấp cũng không dám xâm nhập Bất quá nơi này có ba cái phong đế cấp, còn có si hồng cùng nhiều cường giả như vậy, tuyết rơi uyên tự nhiên không là vấn đề. Thiên phượng đại đế ngụy thiên vương các loại chờ một đám cường giả, sợ bán quái sơn người đào tẩu trước một bước rời đi, tốc độ cao nhất lao nhanh thẳng đến tuyết uyên. Ba canh giờ, tuyết uyên đã thấy ở xa xa, phủ cận trinh sát trước một bước tới dò xét, tại mọi người còn không có đến tuyết uyên cửa vào về sau, một cái trinh sát thống lĩnh chạy như bay đến. Ngụy Thiên Vương thật xa tổ quát khẽ tình huống thế nào bán quái sơn người đâu? Không có tình huống. Trinh sát thống lĩnh hồi báo nói, Đao Nộ Đao lãnh một mực tại Tuyết Huyên phía trên trông coi, chúng ta cũng không có phát hiện bán quái sơn người tung tích. đương nhiên Tuyết Huyên quá kinh khủng, chúng ta không dám xuống dưới. Đi, Thiên Phượng Đại Đế một ngựa đi đầu hướng Tuyết Huyên bay đi. Sáu bảy mươi cái cường giả theo sát phía sau gào thét mà đi. Người nào? Tuyết Huyên phía trên Đao Nộ Đao lãnh mang theo mấy chục người ngay tại chấn thủ. Cảm nhận được bên này rất nhiều khí tức cường đại lập tức đề phòng. Thiên Phượng Đại Đế coi thường đao nộ bọn người, bay đến Tuyết Uyên phía trên, thần thức trước tiên dò xét đi vào. Bất quá cái này vực sâu phi thường sâu, thần thức dò xét không tới đáy bộ, Thiên Phượng Đại Đế ánh mắt quét về phía đao nộ nói, bán quái sơn người ở phía dưới. Đao nộ đao lãnh bọn người nhìn thấy ba cái yêu tộc đại đế, còn có Kha Lộng ảnh đám người đằng đằng sát khí, toàn bộ đều có chút khẩn trương, rất sợ đám người này tìm bọn hắn xuất khí. Giờ phút này không dám nói nhảm, đao nộ chắp tay nói, hắn một mực không có ra, bất quá là không từ phía dưới chạy trốn, chúng ta cũng không biết. Chúng ta xuống dưới, lưu một số người ở phía trên đề phòng. Thiên phượng đại đế cùng ngụy thiên vương bọn người lướt nhau, toàn bộ gào thét mà xuống, lưu lại 10 cái ngụy đế cấp, trong đó có vân thiên vương. Có đám người này tại coi như bị phục kích, cũng có thể trước tiên cảnh cáo. Tuyết huyên đối với người bình thường là tuyệt địa, đối với đám này cường giả tới nói không phải vừa mới bay xuống đi không bao xa, vực sâu trên vách đá rất nhiều màu trắng như hoa tuyết tiểu côn trùng tựu đã bị kinh động, từng bầy bay đầy trời, sở hữu cường giả nhau nhau xuất thủ, nhẹ nhõm đem tiểu côn trùng từng mảnh từng mảnh đánh giết. Nơi này sở dĩ gọi tuyết huyên, cũng là bởi vì nơi này có rất nhiều côn trùng, nhìn tựa như bông tuyết đầy trời. Mọi người không phải đến tiêu diệt toàn bộ côn trùng, chỉ là nhanh chóng phá vây hướng phía dưới phóng đi, thần thức một mực hướng phía dưới lan tràn, dò xét bán quái sơn người hành tung. Ngàn trượng, vạn trưởng, ba vạn trưởng, ngao, si hồng đột nhiên theo thiên phượng đại đế trong thân thể ngưng hiện, hướng xuống mới bay bắn đi, giống giận, tạc tử, trốn chỗ nào. Ừ, trong mắt mọi người sát cơ tăng vọt, si hồng thần thức cường đại, đã đột nhiên hiện thân, vậy khẳng định là phát hiện bán quái sân người, lập tức sở hữu cường giả tốc độ đạt tới cực hạn, hướng phía dưới phóng đi. Dầm dầm rầm phía dưới truyền đến từng đạo trầm muộn thanh âm, thiên phượng đại đế thần thức rất nhanh dò xét đến dưới đáy, phát hiện một thân ảnh ngay tại nhanh chóng khai quật địa động chạy trốn, hắn hét lớn, không sai, là bán quái sơn người không sai, giết. Si Hồng đã sớm bay đi lòng đất, xông vào thông đạo, một đường hướng bán quái sơn người truy sát mà đi. Bán quái sơn người hẳn là thụ thương thật nghiêm trọng, giờ phút này toàn thân vẫn là tiên huyết, tóc áo bào lộn xộn, sớm đã không còn phiêu nhiên như tiên khí chất. Trong tay hắn bụi bẩm điên cuồng chuyển động, một đường đem lòng đất cự thạch phá vỡ nhanh chóng chạy trốn, một cái tay khác không ngừng đánh ra to lớn trường ấn hủy đi thông đạo. Đáng tiếc si hồng là hồn thể, căn bản không bị đất đá ảnh hưởng nhanh chóng đuổi theo. Bán quái sơn người thụ thương thật rất nghiêm trọng, bằng không hắn nhưng so sánh năm đó thanh đế chiến lực, tốc độ tuyệt đối so si hồng phải nhanh. Nhưng khác biệt không có mấy, mà lại nương theo lấy hắn chạy trốn cùng xuất thủ, thương thế của hắn bị khiên động, tốc độ từ từ yếu bớt. tặc tử, người trốn không thoát, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tỏa cũng thể giết ngươi. Si Hồng nổi giận gào thét lớn, mặc dù năm đó hắn bị cửu dương thiên đế tính toán trở thành hỏa long kiếm khí linh. Nhưng như thế dài một đoạn thời gian, đã sớm không thèm để ý, ngược lại cùng cửu dương thiên đế kết thâm hậu hữu nghị. Cửu dương thiên đế tàn hồn chỉ còn một tia hồn lực, tùy ý đối bất kỳ một cái nào minh tộc cường giả động thủ sau tàn hồn đều sẽ biến mất. Nhưng này không giống, si hồng cảm giác cửu dương thiên đế là bị bán quái sơn người hại, nếu không khẳng định còn có thể lưu tại thế giới này một đoạn thời gian bình thường chết đi cùng bị hố khẳng định không giống cái sau cảm giác càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận sở dĩ si hồng mới có thể như thế nổi giận bán quái sơn người một đường hướng lên trên mặt khai quật địa động tốc độ đạt đến cực hạn hắn phản ứng rất nhanh rất sớm đã bắt đầu chạy trốn sở dĩ cùng si hồng kéo ra có một khoảng cách phía sau thiên phượng đại đế bọn người thì càng xa một chút ầm um, một nén nhang về sau bán quái sơn người phá đất mà lên hướng nơi xa bắn tới Tuyết huyên bên kia vân thiên vương đao nộ bọn người lập tức kinh hãi, vội vàng nhanh chóng bay vụt mà theo đuổi giết. Xuy suy mười mấy hơi thở thời gian về sau, si hồng bay đi lên, tiếp theo phía sau liền là thiên phượng đại đế ba người, cuối cùng mới là ngụy thiên vương kha lộng ảnh. Một đám người chạy như điên, hôm nay coi như bán quái sơn người chạy trốn đi nhận trước địa phương nào, bọn hắn đều sẽ truy sát đến chết. Ha ha ha, các người muốn đuổi theo giết ta nằm mơ đi. Bán quái sơn người đột nhiên cười ha ha sau đó thân thể bạch quang lấp lánh thế mà một chia làm hai, hai phần mà bốn, bốn phân thành tám. Cuối cùng biến thành mấy vạn cái bát quái sơn nhân, đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ tất cả bán quái sơn người đều giống nhau như đúc, tự liền si hồng đều không thể phân rõ thật giả, thiên phượng đại đế bọn người trợn tròn mắt, dò xét rất nhiều lần căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Hiu hiu hiu, đầy trời bán quái sơn người bay loạn, còn có không ít hướng si hồng thiên phượng đại đế bay tới, nhìn muốn công kích bộ dáng. Dầm dầm dầm, mọi người ngang nhiên xuất thủ đem từng cái bay tới phân thân đánh sơ xác, nhưng chờ bọn hắn thần thức quét tới lúc, lại phát hiện mấy ngàn cái bán quái sơn người hướng trên trời dưới đất bốn phương tám hướng bỏ chạy, căn bản không biết nên đuổi theo giết cái nào. chương 2076, thời cơ, truy, mặc dù biết đuổi không kịp, nhưng mọi người không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, bán quái sơn người đã bị trọng thương, Cơ hội tốt như vậy giống như không thể bắt lại về sau sẽ rất khó đuổi giết hắn, Lân Hậu cùng Thiên Đế Thù không có khả năng không báo. Lập tức tất cả mọi người tách ra mấy đội hướng bốn phương tám hướng đuổi theo, si Hồng một đội, ba cái phong đế cấp yêu tộc đại đế phân biệt một đội, Ngụy Thiên Vương bọn người tách ra mấy đội. Đồng thời Ngụy Thiên Vương cùng Thiên Phong Đại Đế đưa tin cho kia 100 triệu đại quân đều tự tìm thành trì truyền tống, tại Phương Viên Ức Vạn Lý hình thành một tấm võng lớn đem bán quái sơn người bao bọc vây quanh. Đáng tiếc, mấy đoàn người truy sát mà đi, rất nhanh phát hiện chạy phân thân là giả, lãng phí một cách vô ích thời gian. Sau nửa canh giờ nhận được phía Bắc quân đội đưa tin, bán quái sơn người chân thân đi phương Bắc, mà lại thẳng đến một tòa đại thành, một đường đồ sát mà đi, bị hắn chém giết mấy ngàn quân sĩ. Ngay tại sở hữu cường giả hướng phương Bắc phóng đi truy sát về sau, bán quái sơn người lần nữa huyễn hóa phân thân, hướng tứ phía tám mới bay trốn, để quân đội căn bản không biết hắn hướng phương hướng nào chạy trốn. Như thế phản phục mấy lần, tất cả mọi người nội tâm đều chìm vào đáy cốc, xem tình huống bằng vào bọn hắn là không cách nào truy sát bán quái sơn người. Bán quái sơn người cái này thần thông quá biến thái, giống như không thể đối với hắn nhất kích tất sát, hoặc là phân biệt ra được chân thân là tuyệt đối không cách nào đuổi giết hắn. Một canh giờ sau, một cái tin tức xấu truyền đến. Bán quái sơn người vọt vào một cái vực chủ thành, trong nháy mắt khống chế thủ vệ truyền tống trận binh sĩ, truyền tống ra thiên hồng giới. Si Hồng mang theo ba vị yêu tộc đại đế nổi giận truyền thống đi qua, đi hư không bên ngoài. Đáng tiếc bán quái sơn người lập lại chiêu cũ, Si Hồng không cách nào khóa chặt chân thân, chỉ có thể nổi giận đuổi mấy chục vạn lý trở về. Vừa về đến Si Hồng tựu đại phát lôi đình, trực tiếp hạ lệnh ba vị yêu tộc đại đế triệu tập đại quân, đánh vào thiên cương giới đổ sát tam tộc con dân. Ba vị yêu tộc đại đế thương nghị một phen về sau, thế mà thật đúng là nghe theo Si Hồng đề nghị. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, giống như không làm chút gì, Giang giật ra khẳng định đại phát lôi đình, bọn hắn không chết cũng lột ra. Ngụy Thiên Vương bọn người có chút không biết làm sao, dù sao lân hậu chết một lần, thiên hồng giới ngược lại quần long vô chủ, trời sập cảm giác, không ai chủ sự, trong lúc nhất thời đều không quyết định chắc chắn được. Si Hồng dứt khoát để bọn hắn tất cả chứa động, trước ổn định hậu phương, tự theo yêu tộc triệu tập 50 triệu quân đội đã đủ. Dù sao tam tộc quân đội bị chém giết mấy trăm vạn, đại quân cũng không có quá nhiều, minh tộc đại quân còn chưa tới, mang 50 triệu người đủ để hủy diệt tam tộc. Vô số truyền tống trận quang mang lấp lánh, 50 triệu yêu tộc đại quân liên tục không ngừng hướng hư không bên ngoài tụ tập, thiên phượng đại đế hỏa hồ đại đế thần nghe đại đế tự mình xuất trinh, trùng trùng điệp điệp hướng thiên cương giới bay đi. Kha lộng ảnh không còn lòng giả quan tâm tam tộc sự tình, nàng dẫn người đi một chuyến cuồng đế thành đem lân hậu thi thể trở về lân sơn, tự táng tại lân sơn hậu hoa viên. Mấy chục vạn kha gia con cháu tự mình quỳ lại tiến đưa, còn có thiên hồng giới vạn tộc tộc trưởng trưởng lão, lân thành mấy ngàn vạn con dân. Lụa trắng miếng vải đen quấn đầy cả tòa lân sơn cùng lân thành, kha lộng ảnh tại chỗ khóc ngất đi, những cái kia tiến đưa quân đội cùng con dân đều yên lặng đang đau thương cùng mê mang bên trong. Lân hậu chết rồi, về sau ai còn có thể dẫn đầu nhân tộc chống lại minh tộc. Cuồng đế cùng hạ vũ đao nô mấy người cũng tới, bất quá cũng không nhận được kha gia con em hoan nghênh, thậm chí rất nhiều kha gia con em còn trợn mắt nhìn. Bất quá kha lộng ảnh phụ thân kha được còn không đến mức không phải là không phân biệt mất đi đại gia tộc khí độ cùng lễ nghi, hắn tự mình mang theo cuồng đế một đám người đi tế điện lân hậu. Tế bái xong, cuồng đế triệu tập đến đây tế bái sở hữu gia tộc tộc trưởng, tuyên bố một tin tức tốt thanh đế đã chạy thoát. Tin tức này làm cho tất cả mọi người tinh thần đại chấn, tại hạ vũ lấy ra thanh đế thiếp thân Ngọc Phù về sau, nhìn thấy quang mang kia lấp lánh Ngọc Phù, tất cả mọi người càng thêm hưng phấn. Lúc đầu sĩ khí cùng quân tâm đê mê tới cực điểm, giờ khác này lần nữa phấn chấn tại cuồng đế thành đã chứng minh cuồng đế cùng hạ vũ đám người cũng không có vấn đề cuồng đế đao nô hạ vũ bọn người đối với thanh đế là tuyệt đối trung thành các nàng cầm xuống nhau đế cùng mấy trăm vạn tam tộc quân đội đã chứng minh bọn hắn trung thành tăng thêm cuồng đế cho tới này uy vọng trong lúc nhất thời mọi người vừa tìm được chủ tâm cốt thanh đế linh hồn ngọc giản một mực không có vỡ viêm đế thạch đế ngân đế đám người ngọc giản cũng không có vỡ theo cuồng đế hạ vũ nói thạch đế viêm đế ngân đế đều tiến vào cái kia minh nguyên bên trong rất có thể cùng thanh đế cùng một chỗ thoát khốn. Thanh nghe thiên đế, đây là trong lòng tất cả mọi người thủ hộ thần, chỉ cần hắn có thể xuất hiện, có thể trở về, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Đã minh đế đều không thể giết hắn, không cách nào vây khốn hắn, như vậy còn có ai có thể giết chết hắn còn có ai có thể trở ngại hắn trở về. Tại tin tức này truyền ra về sau, thiên hồng giới sở hữu quân đội con dân quân tâm đại chấn, lân hậu mất đi để toàn bộ con dân mê mang, tuyệt vọng, luống cuống bán quái sơn người cùng tam tộc làm phản, để thiên hồng giới các tộc càng là thương tâm thống hận thất vọng sợ hãi, mà thiên đế sẽ trở về tin tức thì như trời đông giá rét bên trong nổi lên một mùi lửa, cho trong mọi người tâm mang đến một chút ấm áp. Cuồng đế rất nhanh truyền lệnh ra, nhân tộc toàn diện rút về tử thủ, đem sở hữu truyền tống trận quan bế, chỉ phái ra trinh sát tìm hiểu tin tức, hết thảy chờ đợi thiên đế trở về lại nói. Thiên đế trở về trước đó, thiên hồng giới cấm chỉ bất luận cái gì nội loạn, bất kỳ cái gì nội đấu, bất kỳ cái gì rối loạn, nếu không giết chết bất luận tội. Cuồng đế mệnh lệnh này rất đúng trọng tâm, cũng phi thường phù hợp thiên hồng giới hiện trạng. Thiên hồng giới không thể lại loạn, nếu không nhân tộc điểm ấy binh lực muốn toàn bộ tiêu hao hết, thiên đế lập tức sẽ trở về, hết thảy chờ thiên đế trở lại hãng nói. Vô số trinh sát triệu tập ra ngoài, vô số mệnh lệnh truyền ra ngoài, sở hữu trinh sát cũng bắt đầu tìm kiếm thanh đế hành tung, xác định thanh đế phải trang ra minh giới. Thiên hồng giới một mảnh yên tĩnh cùng đau thương, Ban đầu quân đội cùng vạn tộc vẫn tại Cửu Dương Thành, cuồng đế đám người quân đội còn tại Cuồng Võ Thành, hết thảy bảo trì nguyên giảng, chậm đợi thiên đế trở về. Thời gian một chút xíu trôi qua, chớp mắt nửa tháng liền đi qua. 50 triệu yêu tộc đại quân đã tới Thiên Cương giới ngoại, bắt đầu tấn công mạnh Thiên Cương giới. Trinh sát đến báo, minh tộc vài ức đại quân đã tới Thiên Vũ giới, nhiều nhất còn có nửa tháng liền có thể đến Thiên Hồng giới. Để Thiên Hồng giới con dân rất là thất vọng là trinh sát cũng không có dò xét đến thanh đế hành tung nhưng Hạ Vũ Ngọc trong tay phù lại là càng ngày càng sáng. Cái này rất có thể đại biểu một loại tin tức, thanh đế có thể tại triều thiên hồng giới tới gần, sở dĩ Ngọc Phù mới càng ngày càng sáng. Mà liền tại cái này một ngày, đáy hố trời hỗn độn hồ phía dưới giang giật mở mắt, dòng dã tìm hiểu hơn nửa tháng, hắn rốt cuộc tìm được một tia thời cơ, tìm được dung hợp năm loại áo nghĩa thời cơ. Mặc dù vẻn vẹn một tia thời cơ, nhưng đủ để để giang giật như chút được gánh nặng, bởi vì lần trước dung hợp lôi sinh thổ lôi sinh thủy áo nghĩa, còn có lôi sinh hỏa lôi sinh một áo nghĩa, hắn cũng là khi tìm thấy thời cơ về sau mới cuối cùng dung hợp. Hô hô, Giang giật thở ra một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn một cái trên đầu, chăm chú nắm chặt nắm đấm nói, kiên trì, lộng ảnh các ngươi nhất định muốn kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhất định phải chờ ta ra. chương 2077, huyết chiến bắt đầu. Giang giật trước đó có một cái rất lớn mật ý nghĩ, liền là đem năm loại áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, nhìn xem có thể hay không hấp thu hỗn độn chi khí. Ý nghĩ này kỳ thật có căn cứ, bởi vì luân minh bí cảnh bên trong sở dĩ sinh ra phong chi nguyên, là bởi vì có thổ chi nguyên cùng thủy chi nguyên. Sự thật chứng minh giang giật dung hợp lôi sinh thổ cùng lôi sinh thủy, sau cùng thực sự có thể hấp thu phong chi nguyên. Đương nhiên, ý nghĩ là tốt, có thể hay không cuối cùng dung hợp năm loại áo nghĩa, có thể hay không hấp thu hỗn độn chi khí, hết thảy còn phải đợi dung hợp lại nói. Đây cũng không phải là dung hợp hai loại, mà là dung hợp năm loại, độ khó là trước kia mấy lần, tốn hao thời gian khẳng định cũng là siêu cấp giáng dấp. Giống như không phải ở chỗ này lĩnh hội tốc độ nghịch thiên, giang giật đều có thể trực tiếp từ bỏ. Giống như ở bên ngoài cảm ngộ ít nhất phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm, chờ hắn ra ngoài món ăn cũng đã lạnh. Tiếp tục tham ngộ, nắm chắc thời gian, giang giật không đường có thể đi, hoặc là dung hợp thành công, phá vỡ hỗn độn chi khí, thực lực đại trướng, giết ra ngoài cứu người. Hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị hủy diệt, nhìn xem tất cả mọi người chết thảm, chính mình tại cái này buồn bực sầu não mà chết khốn tử bên ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh yêu tộc đại quân đã sát nhập vào thiên cương giới bán quái sơn người cũng chưa có trở lại thiên cương giới đoán chừng tại một cái tiểu bí cảnh bên trong chữa thương cửu dương thiên đế nổi giận một kích để bán quái sơn thân người bị thương nặng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục nhanh chóng chính hắn đoán chừng cũng tin tưởng trở lại thiên cương giới chỉ có một đường chết bất quá không biết là thiên cương giới tam tộc nhận được tin tức vẫn là bán quái sơn người truyền mệnh lệnh. Tam tộc tinh anh con em đã sớm chuyển di, chỉ còn lại không tới một phần ba con dân cùng quân đội không kịp chuyển di. Bán quái sơn người không tại, nhà đế Linh Dương Thượng Nhân đã chết, tiểu nho đế bị giết, Linh Phi Tiên giờ phút này còn vây ở thiên đình bên trong. Thiên cương giới tam tộc rắn mất đầu, đều không có cường giả dẫn đầu quân đội chặn đánh, kết cục không cần nói cũng biết. Si hồng trong cơn giận dữ, hạ lệnh đồ sát, đem còn sót lại hơn một nghìn vạn tam tộc quân đội con dân toàn bộ đổ sát, không còn một mống. ba vị yêu tộc đại đế mang tới yêu tộc đại quân căn bản sẽ không nhân từ nương tay. đại quân những nơi đi qua thiên cương giới không có một ngọn cỏ. si hồng bắt được mấy cái tam tộc cao tầng siêu hồn, dò xét cha ra tam tộc còn sót lại con em chỗ ẩn thân, đáng tiếc khoảng cách quá xa, tại phương bắc rất xa ba cái tu di bí cảnh bên trong, giống như mang theo đại quân đi qua, vừa đi vừa về ít nhất phải ba tháng mà minh tộc đại quân nhiều nhất một cái nửa tháng sau liền sẽ đến, sở dĩ si hồng chỉ có thể nổi giận mang theo đại quân trở về. Yêu tộc đại quân trở về, ngày này hồng giới trong vạn tộc an lòng không ít, đáng tiếc chậm chạp không có dò xét đến thanh đế hành tung, cái này lại để rất nhiều gia tộc và đại tướng quân bọn họ nội tâm thấp thỏm. Tất cả mọi người không biết thanh đế đến cùng nghĩ như thế nào, nhân tộc ẩn núp rất nhiều trinh sát, giống như thanh đế thật thoát khốn tùy ý truyền lại một tin tức tới, cũng đủ để cho trong vạn tộc tâm đại định si hồng cùng ba cái yêu tộc đại đế sau khi trở về cũng không có bất kỳ cái gì cử động tự lẳng lặng chờ đợi minh tộc đột kích chờ đợi giang giật cùng thanh đế trở về hoặc là chờ đợi nhân tộc yêu tộc bị tiêu diệt thời gian nhanh chóng trôi qua trinh sát tin tức không ngừng hồi báo minh tộc vài ước đại quân nhanh chóng tới gần tựa như một cái tử thần chi kiếm đâm thẳng thiên hồng giới mà tới minh tộc đại quân đã tới thiên linh giới phụ cận đồng thời thành công đem thiên linh giới cùng thiên cương giới chiếm lấy hai cái này giới diện bên trong đã không có nhân tộc đại quân cùng con dân, minh tộc đại quân vừa đến tự nhiên là có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh. Minh tộc đại quân cũng không có dừng lại, trùng trùng điệp điệp, ra thiên tránh hướng thiên hồng giới bay tới, trinh sát bọn họ có thể nhẹ nhõm dò xét đến minh cổ minh luân đám người thân ảnh. Cái này chứng minh minh tộc cường giả sát thực dốc toàn bộ lực lượng, bất quá minh đế nhưng không có bất luận cái gì trinh sát dò xét đến. Những này trinh sát cấp bậc quá thấp, coi như minh đế tiềm phục tại trong đại quân cũng không có trinh sát có thể phát hiện vài ức minh tộc, minh đế còn không có hiện thân, mặc dù khám phá một cái bán quái sơn người thân phận, nhưng nhân tộc bên này vẫn là tựa như bị từng tòa đại sơn chân áp, không thở nổi. Thiên hồng giới nội khí hơi thở phá lệ kiềm chế, kiềm chế đến để cho người ta hốt hoảng, để cho người ta điên dại. Cũng may tất cả bình dân đều đã bị chuyển di đi bảy cái tiểu thiên thế giới, không đến mức phát sinh đại quy mô khủng hoảng rối loạn. Lưu thủ đều là quân đội, đều tham gia qua huyết chiến, không sợ tử vong, bị buộc đến tình cảnh như thế đã không có bất kỳ đường lui nào thanh đế thế mà còn không có hiện thân không có bất kỳ cái gì trinh sát có thể dò xét đến thân ảnh của hắn chỉ là hạ vũ ngọc trong tay phù càng ngày càng sáng hạ vũ còn có thể tối tăm cảm ứng được thanh đế rời đi thiên hồng giới cũng không xa đây coi như là duy nhất có thể cho mọi người hy vọng tin tức giang giật cũng không có hiện thân giang giật tin tức bị phong tỏa cuồng đế hạ vũ ngược lại là biết rõ hắn bị vây ở hố trời phía dưới cuồng đế còn cố ý phái người đi xem xem hố trời phía dưới không có giang giật bất luận cái gì thân ảnh ai cũng không biết hắn có thể hay không ra bất quá coi như giang giật có thể ra hắn có thể làm gì đến giờ phút này liền ngụy thiên vương đô không quá trông cậy vào giang giật duy nhất trông cậy vào chỉ có thanh đế mọi người có một cái rất lớn mật phỏng đoán thanh đế mang theo viêm đế thạch đế ngân đế đoán chừng một đường ẩn núp mà quay về không có bại lộ bất kỳ tung tích nào không có liên hệ nhân tộc trinh sát mục đích của bọn hắn cũng không nghĩ kinh động minh đế cùng minh tộc đại quân tại thời điểm mấu chốt xuất hiện chém giết minh đế. Đây chỉ là mọi người phỏng đoán, càng xác thực hình dung là trong mọi người tâm mỹ hảo nguyện vọng cùng hy vọng xa vời. Rất nhiều người luôn luôn thích đem sự tình đi phương diện tốt nghĩ, dạng này có thể bản thân an ủi, lừa mình dối người. Sau nửa tháng, chân chính đại chiến kéo lên màn mở đầu, Minh tộc vài ức đại quân đã tới thiên hồng giới ngoại mười mấy cái đại bí cảnh, nghỉ dưỡng sức nửa ngày bắt đầu triệu tập đại quân, liên tục không ngừng công kích thiên hồng giới đại trận. Lần này công kích lực độ so với lần trước bán quái sơn người lớn mấy lần, minh giới tới 300 triệu đại quân, đều là minh tộc tinh nhuệ nhất quân đội, minh đế quân dốc toàn bộ lực lượng, giấu ở minh giới phong đế cấp minh vương, phổ thông minh vương toàn bộ xuất chiến. Phong đế cấp minh vương đạt đến 20 cái, nhưng so sánh ngụy đế cấp minh vương đạt đến 500 cái. Tại vô số trinh sát liều chết dò xét tình báo hồi báo về sau, thiên hồng giới vạn tộc một mảnh xôn xao, yêu tộc đại quân cũng rung động không thôi. Minh tộc ẩn tàng thực lực toàn bộ bộc quang, Minh tộc tập hợp đủ sở hữu cường giả tiến công thiên hồng giới, lần này xem ra thể sẽ giết sạch nhân tộc yêu tộc A. Nhiều như vậy cường giả quân đội, không ngừng công kích thiên hồng giới đại trận, đại trận này lúc đầu có thể duy trì một tháng, xem tình huống 10 ngày nửa tháng đều không kiên trì được. Thiên phượng đại đế cuồng đế hạ vũ ngụy thiên vương hạng khôi bọn người tụ tập thương nghị thoáng cái, quyết định phái ra đại quân chém giết. Thiên hồng giới đại trận là nhân tộc yêu tộc cuối cùng bình chướng, có lớp bình phong này, nhân tộc yêu tộc ít nhất có thể tiến thối tự nhiên. Giống như bình phong này bị xé nứt, nhân tộc yêu tộc chỉ có thể bị minh tộc đại quân vây quanh, truy sát, cuối cùng toàn bộ hủy diệt. Phái ra đại quân theo bốn phương tám hướng tiến công, còn có thể từng nhóm suy yếu minh tộc đại quân lực lượng, kéo dài một ít thời gian, chờ thanh đế trở về. Từng cái mệnh lệnh truyền xuống, nhân tộc cộng lại hơn trăm triệu đại quân, yêu tộc một trăm triệu đại quân, phân biệt điều tập một nửa, từng nhóm truyền thống ra ngoài, toàn bộ đều có cường giả dẫn đội ba vị yêu tộc đại đế, si hồng, hạ vũ, cuồng đế, ngụy thiên vương, hạng khôi bọn người toàn bộ xuất chiến. Kha lộng ảnh tỏa chấn cửu dương thành, thu nạp các phương diện tin tức, chủ tính chung điều hành. Chân chính huyết chiến bắt đầu, chương 2078, sau cùng quyết chiến. Trước đó lân hậu phái người xây dựng rất nhiều truyền tống trận, những này truyền tống trận đều tại ẩn nấp bí cảnh bên trong, minh tộc đại quân trừ phi đem bí cảnh chiếm cứ nếu không rất khó tìm đến những này truyền tống trận. Minh tộc đại quân rất tập trung, trinh sát đều chỉ là dò xét đại quân phụ cận phương viên ngàn vạn dặm, nhân tộc mấy đường đại quân nhẹ nhóm truyền tống ra. Mỗi một đường đại quân đều có rất nhiều ngụy đế cấp, đại quân đều tách ra, 100 triệu đại quân phân tán biến thành mấy ngàn con tiểu quân đội, như mấy ngàn đầu độc xả hướng minh tộc đại quân bên kia đánh tới. Chiến đấu tại 10 cái canh giờ bắt đầu, song phương một lần gặp không có bất kỳ cái gì nói nhảm có thể nói, lập tức bắt đầu liều chết chém giết. Hư không bên ngoài khắp nơi cũng bắt đầu khai chiến tiên huyết nhuộm đỏ thiên hồng giới phía tây hư không. Nhân tộc yêu tộc bên này có một ít chiến thuật, tiểu cố quân đội thay phiên đánh lén, còn lại quân đội lẫn nhau yểm hộ, địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu. Trái lại minh tộc bên kia nhưng không có bất luận cái gì chiến thuật, liền là đần độn trùng sát, giống như nhân tộc yêu tộc đại quân thoát khỏi xa lập tức trở về co lại, căn bản không thoát ly bản bộ. Minh tộc mặc dù không có xảo diệu chiến thuật, nhưng bọn hắn căn bản không thoát ly bản bộ quá xa, bản thân cái này liền là một loại rất mạnh chiến thuật. Nhân tộc yêu tộc tiểu cỗ quân đội mặc dù không ngừng có thể đánh lén đắc thủ, nhưng mỗi lần đều sẽ từng có nửa quân đội lưu lại. Minh tộc quân đội tử thương rất nhiều, nhân tộc yêu tộc bên này cũng tử thương không ít, trên cơ bản trảm minh tộc một ngàn, nhân tộc yêu tộc bên này tự có 500 chết đi. Chiến đấu rất khốc liệt, vấn đề là nhân tộc yêu tộc không có đường lui, chỉ có thể chém giết đến cùng. Coi như toàn bộ quân đội chết tại hư không bên ngoài, cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Minh tộc bên kia không biết nghĩ như thế nào, chỉ là triệu tập hơn trăm triệu đại quân tiếp tục công kích thiên hồng giới, còn lại quân đội trú đóng ở phụ cận. Nhân tộc quân đội đánh lén tự phản kích, một khi thoát đi 10 vạn lý lập tức trở về co lại, như một cái.